lên bộ thu đông hả? Lên bộ thu đông là bộ bộ quần dài áo tay dài á hả? Hello bông hồng, hello mấy cục vàng. Vải sơ mi nữ giống vải áo sơ mi nam bữa em mua. Vải sơ mi nữ giống vải sơ mi nam là nó là cái kiểu nào ta? À, hello bông hồng nha. Là mẫu nào Thanh không nhớ nữa. Có hổm cứ mua lẽ nào chị cũng không nhớ luôn. Sơ mi 35 à, sơ mi 35 là cái này nè. Đây sơ mi 35 nè. Đã chia sẻ cho chị rồi, chị cảm ơn cục vàng. À, hôm bữa chị tặng quà 20 tháng 10 em có đơn một đôi dép chị còn để không hay xả rồi. Nguyễn Duy Thanh không biết là có còn không nữa, để Thanh về Thanh coi lại em. Để Thanh về Thanh coi lại. Đây sơ mi nữ nè cưng. Sơ mi nữ cái này là sơ mi cặp nha, nữ nam đều mang được. Có quần sọc. Ấy quần lót nam không? Dạ có chị, có chị yêu. Quần lót nam em có, chị lấy size bao nhiêu ký chị? Đây áo sơ mi mấy chị ơi, nhưng mà cái áo này là nó 39.000 nha, như ý đổ ơi, áo này 39.000 chứ không có phải 35.000. Áo này 39.000, có áo sơ mi nam 75-80 ký không? À, có sơ mi nam 75 ký không? Sơ mi nam 75 ký là có loại 120 thôi. Chứ không có loại rẻ đâu. Loại này hàng trăm mấy, nên không có sale. Cái này cũng hàng trăm mấy, nhưng mà cái là nó hết size nam mà nó còn size nữ, cho nên là Thanh sale cho mấy chị. Đây mấy chị, áo sơ mi này là áo sơ mi nam nữ đều mặc được. Cái này là 55 kg vừa luôn nè. Cái này là 50-55 kg vừa luôn nè mấy chị. Đó, đẹp chưa? 65 kg bao nhiêu vậy Thanh? Dạ quần lót nam 65kg là 150 một chục á chị Kim Liên ơi. Quần lót nam 65kg 150 một chục, em lấy cho chị coi nè. Bữa nay có nhà em ở tỉnh mà ấy ở. Có mình em ở shop rồi cho nên là đây chị. Áo thun nam em nhắn lộn. À áo thun nam, mà áo thun nam không có ở tiệm á, thứ hai đi. Chị nè đây. Áo quần lót 150 nè, mẫu hàng em nha chị Liên. Người đẹp mặc gì cũng đẹp. Thanh cảm ơn Thu Nguyệt, cảm ơn chị. Đây chị. Quần lót nè, quần xì nam chị, quần xì nam nha. Quần xì nam là 150 một chục đó chị yêu. 150 một chục. Đây quần xì nam là 150 một chục nha, cục vàng của em. Đây áo sơ mi nè mấy chị, áo sơ mi nha, nữ nam đều mang được. Cái này là áo sơ mi cặp, nhưng mà size nam size lớn là Thanh hết rồi. Bây giờ Thanh còn cái size nữ, nhưng mà nếu là nam nào nhỏ con. Vải đẹp. Vải đẹp không ạ? Dạ cái này, cái quần xì này, cái vải nó cũng đẹp á chị. Quần này em thấy ông chồng em ổng cũng mang á. Áo sơ mi này là, áo sơ mi này là bây giờ là nam mà nhỏ con thì mặc được nha, mà nữ nam đều mặc được. Tại cái này là áo sơ mi cặp nha. 39.000 mấy chị, mấy cái hàng này là 100 mấy nè, 100 mấy, nhưng bây giờ Thanh sale cho mấy chị có 39.000 thôi. Hôm nay Thanh miễn ship cho mấy chục vàng luôn. Đó, cái này là 50-55kg vừa nha mấy chị. 50-55kg vừa Thanh sale cho mấy chị 39.000. Mấy chị chốt dùm Thanh là sơ mi họa tiết đi nha.
sơ mi họa tiết 39k. Lên giùm Thanh là sơ mi họa tiết. Thôi bây giờ Thanh sẽ lên lộn xộn đi mấy chị nha. Lên lộn xộn nha. Bây giờ đầu like Thanh sẽ bán cho mấy chị cái này 35.000 nha. Đầu like Thanh sẽ bán cái áo sơ mi này 35.000 cho mấy chị nha. Bán 35.000 một cây này thôi nha mấy chị. À, nay mua bao nhiêu miễn ship, mua bao nhiêu em cũng miễn ship hết. Nói chung đủ đơn đi là miễn ship. Đủ đơn đi là miễn ship. Bữa nay chơi lớn vậy luôn á mấy chị, chơi lớn luôn. Rồi mấy cục vàng ơi, hôm nay mấy chị mua là được giá rẻ, không cần phải suy nghĩ, không cần phải lăn tăn cái vấn đề tiền ship nữa, em Thanh lo cho mấy chị hết. Em Thanh lo tiền ship cho mấy chị luôn. À, mấy chị mua đơn khi sáng còn giữ không? Còn nha Điêu Thuyền ơi, đơn hồi sáng còn. Sáng áo nhiêu ký? Áo này là ai cái em trai mà hay lại lấy đồ cho cưng á, Nhi là mặc vừa. Cục cái cục vàng mà hay lại lấy đồ cho cưng á là mặc vừa đó, nhỏ nhỏ con là mặc vừa, 50-55kg là mặc vừa. Lấy 10 cái dạ ok chị yêu nè. Ở hôm nay á là mua bao nhiêu Thanh miễn ship, miễn đơn đi là đủ là Thanh miễn ship thôi. Đủ đơn đi là miễn ship thôi. Chị yêu ơi, quần chục quần lót nha, chục quần lót. Ok cục vàng của em nè. Bữa nay mấy chị mua được giá rẻ, mấy chị không phải lo vấn đề tiền ship nha. Mấy chị nói trời muốn mua mà ngán tiền ship, không ngán tiền ship quá. Bây giờ mấy chị không cần phải lo cái vấn đề tiền ship, em Thanh bao cho mấy chị luôn. Nha, em Thanh bao cho mấy chị từ A tới Á luôn. Quần lót nam là một chục 150 nha mấy chị. Áo 35k sơ mi nè, ok như ý đủ nè, đó Thanh sale cái này 35.000 thôi nha. Còn qua cây khác là 39.000 nha mấy chị. Nha, qua cây khác là 39.000, chỉ duy nhất một cây này là đầu lai Thanh sẽ bán với giá 35.000 nha. Đó, đầu lai Thanh sẽ bán với giá 35.000. Qua cây thứ hai là Thanh sẽ bán giá 239.000 nha mấy cục vàng. Đó, cho nên mấy cục vàng tranh thủ có bán bà chủ một ngày phi ship. Có bán bà chủ một ngày phi ship không chị? Bà chủ hả? Rồi bán một ngày phi ship bà chủ luôn rồi dắt chị đi Bình Dương, đi Bình Dương tham quan ha. Tham quan ở trển coi chỗ nào được ở luôn. Bao nhiêu đủ đơn? Nói chung là trên 100.000 đi mấy chị, trên 100.000 đi ha. Trên 100.000 giùm Thanh nha. Ở trên 100.000 giùm Thanh nha mấy cục vàng. Mấy cục vàng trên 100.000 giùm Thanh nha. Đợi Thanh xíu nha. Rồi áo sơ mi mấy chị, áo sơ mi 35.000. Ê ba, đúng rồi 35.000. Sơ mi có lớn hơn không? Quần lót nam mấy ít đại chị. À, chào Tạ Phạm, chào chị yêu. À, chị có đồ bộ ngố không? Có nha. À, chị cái gì à? Chính Lê ơi, quần chị Chính Lê ơi, quần lót nam là em có size 1X, 2X, L, M. Đó, M, L, 1X, 2X nha chị. Đó, em có đủ size. M, L, 1X, 2X. Chị lấy size bao nhiêu ký thì chị ấy giùm em ha. Em bán cho mấy chị là một chục. Cái quần lót nam có 150 thôi. Chục quần lót nam 150. Đây, em có quần lót nữ luôn. À, đây, áo sơ mi 35.000 mấy chị. Em có quần lót nữ, em sale cho mấy chị luôn nè. Em sale quần lót nữ cho mấy chị luôn. Đồ bộ ngố người lớn hay nít. Người lớn hay nít. Ê, áo ngực su nữa mấy chị. Áo ngực su bữa nay về quá trời bữa hổm, chị nào chốt không có. Bữa nay chốt tùm Thanh nha. Bữa hổm mà chị nào mà chốt mà không. Cái này ủa, cái này của Hòa Trần. Cái này của Hòa Trần. Đây mấy chị ơi. À, vậy ai ở gần là lỗ rồi. Ai ở gần là lỗ hả? Trời ơi, tính lời lỗ gì với em Thanh đó chị ơi, thương em đi. Thương em đi chị. Đây, rồi cái này là áo ngực nè, áo ngực nâng mấy chị, áo ngực nâng cái này Thanh xả nè. Đây Thanh xả của cục vàng này nè, mua có 2 cái à. Đó, tuần trước đó Thanh tuần trước Thanh like á mà cục vàng đó mua 2 cái.
Bây giờ hai cái này thanh sale cho mấy chị luôn nè. Đó, thanh sale cho mấy chị 35 ngàn luôn, mấy chị 45 ngàn, còn hai cái thanh sale cho mấy chị 35 ngàn. Mấy chị ơi, cái áo ngực này á, là size 36 nha. Mấy chị mua cái áo này làm gì có 35 ngàn mấy chị nha. Đó, thanh đưa cho mấy chị coi nè. Thanh cam kết. Đó, em thanh cam kết với mấy chị luôn. Không bao giờ ai bán cho mấy chị cái áo này 35 ngàn. Size 36, xả của khách, không đủ đơn. Sale cho mấy chị hai cái này 35 ngàn một cái. Có hai cái nha, cục vàng nào lấy chốt thùm thanh luôn, size 36. Rồi mấy chị lên thùm thanh ngực 36-35k, hai cái còn hai cái nha. Đó, chốt nhanh chốt lẹ thùm thanh nha, ngực 35k. Rồi ok Nguyễn Duy nè, mấy chị mua mấy chị cố gắng đủ đơn đi mấy chị mua 5 thình cái bảo lục cái là không có giữ đơn được đâu nha. Rồi Nguyễn Duy nè, 235k nè, cái áo nhận mua về rồi, nhìn cái áo đi rồi. Rồi ghiền, ghiền luôn ha. Rồi Nguyễn Duy lên số điện thoại dùm chị Thanh luôn. Lên số điện thoại dùm Thanh luôn nha Nguyễn Duy ơi. Đây, quần lót mấy chị. Quần lót bữa nay Thanh sale cho mấy chị luôn. Đó, sẵn mua áo ngực, mua quần lót luôn. Áo su nữa mấy chị, áo su nha, áo su bữa nay Thanh nó đẹp mê hồn luôn mấy chị. Bữa hổm không đủ bán, bữa nay mới có nè, tuần này mới có hàng lại nè. Rồi, quần lót Thanh sale cho mấy chị luôn. Đây cái quần lót này thanh sale cho mấy chị luôn nè. 89 ngàn. 89 ngàn. Quần lót nam 2X 73kg vừa hông hả? À, quần lót nam 2X 73kg hả? 2X hả? 73kg cao không chị? Chắc 3X đó chị ơi, 2X em sợ không vừa đó. À, Thanh gửi liền giùm chị được không? Mai chị đi rồi gửi 12 giờ chị nhận được. À, chị đi rồi, chị đi đâu? À, đơn của em chị còn giữ không? Hồi tối chị không like hả? Ừ, hồi tối chị không có like nha. Hồi tối chị không có like, có lên đầm không? Không, bây giờ lên từ từ đi mấy chị, lên từ từ nha. Rồi Nguyễn Duy nè, để Thanh chút đi, chút đi là Thanh... Chút đi là Thanh kêu mấy đứa nó. Đợi Thanh xíu nha, đợi Thanh xíu cái Thanh gọi cho mấy đứa nhà cái. Ơi. Cảnh đâu? Dạ. Cảnh đâu? Tớ đi mua đồ ăn này gì ơi. Ê, con coi giùm gì cái đơn của cái gì Nguyễn Duy còn không nghe? Dạ. Chị ở quê em gửi địa chị quê nha. Dạ, em giờ em gửi liền hả? Gửi liền sợ không kịp á chị. Có mình em à. Ở đây giờ có mình em à chị. Đây 89 ngàn mấy chị. 89 ngàn một chục quần nha mấy chị. À, một chục quần Thanh sale cho mấy chị có 89 ngàn thôi. À, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 89 ngàn. Quần lót 89 ngàn cho mấy chị luôn. 89 ngàn. Rồi cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đơn dép của cưng còn đó nè ai đào ơi. Đơn dép của cưng còn nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Rồi bây giờ Thanh tiếp Thanh lên nha. Áo sơ mi quần lót nam. Đó, quần lót nam. Rồi bộ này theo cho mấy chị luôn. Có size to không chị hả? Quần lót có size to chứ lót nữ có size to nha. Đây bộ. Bộ mấy chị, bộ này theo cho mấy chị luôn.
29.000 bộ này 45 kg mấy chị, 45 kg sale cho mấy chị 29.000 luôn. Rồi bộ 3D 29.000. Bộ này 45 kg nha, 45 kg cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 45 kg bộ 3D. Đây rồi, sale cho mấy chị luôn 29.000. Rồi bộ này sale cho mấy chị 35.000. Ui là trời nó đẹp mấy chị. Ôi bộ này bán rẻ luôn. Bộ này bán cho mấy chị luôn 30.000 luôn. Rồi Thúy Kiều 29k lên số điện thoại giùm Thanh luôn cục vàng ơi. Mấy chị lên giùm Thanh số điện thoại luôn nha, 29k lên số điện thoại giùm Thanh luôn bộ này. À còn đó nha, đơn của cưng còn đó nha. Cái gì à, nãy mới mua hai cái áo ngực đó. Nguyễn Duy ơi, đơn của cưng còn nha. Rồi, cái này là sale cho mấy chị 30.000 luôn. 30 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn 50 55 kg vừa nha. Bộ xám 30k lên giùm Thanh luôn ha, bộ xám 30. Thúy Kiều lên giùm Thanh số điện thoại nha mấy chị ơi, mấy chị cách mới lên giùm Thanh số điện thoại nha. Bữa nay là em Thanh là miễn phí ship cho mấy chị luôn. Miễn phí ship cho mấy chị luôn, rồi lên giùm Thanh là 30. Bộ 30, bộ 30. Rồi qua lấy ok cục vàng nè. Qua lấy thứ hai qua lấy nha. À, Thúy Kiều qua lấy thì thứ hai qua lấy nha cưng. Tại thứ hai chị mới về nha. Rồi bộ 3D, bộ 3D cưng lấy thêm không? Ok chị nhớ dồn cho em. Rồi chị biết rồi, chị biết rồi, chị biết rồi. Đây bộ này đẹp quá mấy chị, 120 Thanh sale cho mấy chị luôn 50.000 luôn. Đó, 120 sale cho mấy chị 50. Bộ này là, bộ này là 60 kg đổ lại nha mấy chị, 60 kg đổ lại. Chị nào lấy chút em Thanh luôn bộ 60 kg nha, 60 kg. Đây bộ màu xanh nè. Đó, mấy chị thấy là cái họa tiết không? Đó, họa tiết hơn mệt toàn hoàng nha, quá trời xịn sò luôn mấy chị. 50.000, người ta mua sỉ Thanh cũng bán 50, bây giờ mua lẻ cũng 50, mà giờ bữa nay mua được miễn phí ship luôn mấy chị. Rồi lên giùm Thanh là bộ 60, bộ 50k, 60 kg. Rồi ok như ý đổ nè. Quá rẻ mấy chị, quá rẻ luôn nha. Bộ này Thanh có màu vàng nữa nè, màu đỏ nữa nè. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh nha. Rồi 50 ok mai đào nè. Bộ này sale 50.000 mấy chị, 50.000 nha. Cái này là lụa nha cưng. Vải lụa nha. Lụa, vải lụa họa tiết, lụa họa tiết nha. Xanh 50 ok mai đào. Vải đẹp yên tâm. Vải đẹp yên tâm, cái này là vải đẹp nha. Rồi mai đào nè. Rồi Thanh có màu đỏ mấy chị, màu đỏ nha. Rồi màu vàng nữa nè. Màu đỏ, màu vàng, chị nào lấy chút âm Thanh luôn 50.000 một bộ. Bộ này Thanh bán 130 chứ không phải 120 luôn, 130 luôn á mấy chị. Đó, giờ Thanh bán cho mấy chị có 50.000 thôi. Đó, Thanh có màu đỏ, màu vàng. 75 kg không vừa nha, em lấy một bộ thôi. Mai đào, em lấy một bộ thôi, chị lấy cho cưng một bộ đó. Bộ kia của Như Ý Đổ mà. 75 kg không vừa nha Thảo Phạm ơi, 75 kg không vừa nha. Rồi, chị nào lấy chút âm Thanh luôn ha mấy chị, 50.000, 130 đó mấy chị, 130. Bữa nay Thanh sale cho mấy chị có 50.000 thôi. 130 là giá sỉ đó chứ không phải là giá lẻ đâu. À, 3D có không chị? Đó, 3D còn mà, 3D còn nha. Đây bộ nữa nè. Bộ giá, bộ giá 65 kg bận vừa không chị? Bộ gì? À, 65 kg hả? 65 kg cao không? Nghe chị đọc số ký đi nha. Rồi bộ này 29.000 nè, bộ 3D nè cưng. Đó, 29.000 nè. Đây bộ này 29.000 luôn, bộ cháy này, cháy này là cháy cà chua nè. Họa tiết là cháy cà chua nha. 29.000, 29.000. Lên giùm Thanh là cà chua 29k. Mã cà chua 29k. Cao 1m60. 70 á, 60 65 kg hả? Vừa, tại vì Thanh thấy có nhiều khách của Thanh sống mấy ký vừa. Rồi bộ này là bộ 3D cà chua nè, 29.000 nè. Đây Thanh còn hai màu. Đó chị Thanh còn hai màu lấy luôn ha. Đó hai màu nè. Cà chua còn hai màu.
cưng lấy mấy bộ chị lấy cho. Rồi cái này là hình con gấu nè, con gấu nè, con gấu này là giá là 32.000, tại vì nó là quần lỡ nha. Đó, bộ ngố lỡ nè 32.000, ngố lỡ 32, đùi là 29, đùi là 29, lỡ là 32 nha mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, bộ lỡ bộ đùi. Đó, cưng lấy nhiêu bộ Thúy Kiều ơi, chị có bộ lỡ bộ đùi nha, bộ lỡ bộ đùi, lỡ là 32.000, đùi là 29.000. Rồi cưng lấy bộ đùi, cưng lấy mấy bộ chị lấy cho. Đây bộ quần lỡ em có nhiều nên lấy thêm bộ đỏ. Rồi ok, lấy thêm bộ đỏ này, như ý đổ nè. Bộ này đẹp man, bộ này đẹp lắm. Khang Thái Phạm chưa đủ nha. Gấu nhiêu ký hả? Nó cũng bằng số ký đó à. Nó cũng bằng số ký đó à cưng. Khang Thái Phạm ơi, chị chưa có gửi cho cưng, mới có một cái áo khoác à, cho nên là chưa có đủ đơn chị gửi đó cưng. Có một cái áo khoác à. Lấy luôn bộ vàng đi. Bộ đùi đó mấy cái gì chị? Bộ đùi đó nó mấy cái gì chị? Lấy gì? Lấy gì Mai Đào cũng hỏi chị không hiểu gì trơn. Không hiểu gì trơn luôn á cưng. À, rồi giờ là lấy bao nhiêu ca nhiêu bộ nè Thúy Kiều ơi. Hai cái gì à, hai lỡ hai ngắn nha chị. Rồi hai lỡ hai ngắn nè. Hồi nãy là lấy ngắn rồi. Em hai cái khoác có một cái nha cưng. Có một cái à, bữa hổm cái kia hết rồi. Chị chốt cho cưng có một cái à. Thúy Kiều hồi nãy lấy một bộ rồi, bây giờ lấy thêm hai bộ nữa hả? Hồi nãy một bộ đùi, giờ lấy thêm hai bộ đùi nữa phải không? Đó, hai bộ đùi với hai bộ lỡ phải không? Vàng 50k hoa hồ nè. Hoa hồ ơi, hoa hồ lên số điện thoại dùm Thanh đi hoa hồ. Lên số điện thoại dùm Thanh luôn ha. Cái bộ màu vàng cho em đi. Màu vàng hết rồi Mai Đào ơi, hết rồi. Hello Trọng Sang. Rồi hai bộ lỡ. Hai bộ lỡ nè. Là cứ lấy 3 bộ đùi hay sao? À tổng cộng 4 bộ rồi, ok tổng cộng 4 bộ. Ăn cơm chưa? Không, nó đâu về đâu. Nó bán ở trển á. Dạ. Ba đưa cái bộ kia giùm con ơi ba. Sau lưng nha, sau lưng nha, sau lưng nha. Sau nữa, bên kia. Dạ. Dạ. Cái kia. Đây hả? Dạ. Sao nghe ông già. Ôi, cơm chưa? Rồi. Ba ăn chưa? Anh nhiều hơn ở nhà mình đó. Hoa hồ cho Thanh số điện thoại đi. Cho Thanh số điện thoại luôn. Tổng cộng 4 bộ ok em. Bố hổm cưng hai cái áo khoác. Áo bị ná rồi vậy là ký về vậy anh làm. Đây rồi cái này 35.000 mấy chị. Thiếu nó cái con công việc làm cái đợi mua mua khống mà ra chỗ tiền chứ. Mua công việc cái tiền mình cũng công việc cái thôi. Đây rồi 35.000 bộ này sale cho mấy chị 35.000 bộ này 40-45kg nè, 40-42kg đừng lấy màu xanh được không chị? Đừng lấy màu xanh nè, lát chị đổi cho. Đó, bộ này 35.000 nha mấy chị, 40kg nha. 40kg chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. 40-42kg nha, 40-42kg bộ phi la. Bộ phi la Thanh sale cho mấy chị bộ này 35.000. 40-42kg đổ lại là mặt vừa nha mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt cùng Thanh là bộ đó 35.000 nha, 35.000. Rồi bộ 35 nè. 3D lấy sỉ bao nhiêu? Dạ 3D là em bán. Bộ 35. 3D em bán đó là giá sale đó chị. Sale rẻ hơn giá sỉ luôn, sỉ là 30 35.000 rồi đó. Rồi Nguyễn Duy bộ 35 nè.
Rồi điêu thuyền là bộ 35 nè. Dù không, áo khoác dù vô vô ngày mai thứ hai đi. Rồi cái bộ này là bộ phi bóng nè. À, bộ 3D hả? Bộ 3D đó là em bán giá đó là giá lớp giá bèo rồi. Cho nên là không bớt được nữa cục vàng. Rồi đây cái này bộ này 35.000 luôn mấy chị. 35.000. Chị nào lấy chốt Thanh luôn, bộ phi bóng này là 40 45 kg nha mấy chị, 45 kg đổ lại. 45 kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn bộ phi bóng. Bộ phi bóng 35k. Đó, 40 45 kg. Cục vàng nào lấy chốt mình Thanh luôn bộ phi bóng nha. Bộ phi bóng màu xanh 35.000 luôn. Rồi lên giùm Thanh là bộ phi bóng 35k. Rồi bộ thể thao. Đó, đẹp cho mấy chị, bộ thể thao Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 luôn. 35.000 chị nào lấy chút Thanh là bộ thể thao này là 50kg nè mấy chị. 50kg vừa nha. Đó, bộ thể thao Adidas. Bộ thể thao Adidas 35.000 luôn. Áo khoác dù lại để trên tiệm rồi, không có để ở đây. Rồi bộ thể thao 35.000. Đây áo khoác này Thanh sale có 45.000 mà mấy chị. Đó, áo khoác này là 45.000 nè. Cưng muốn Út Cưng, Cưng Út chị chào Cưng, chào em nha. Hồi sáng chị soạn áo hồi sáng chị soạn cho Cưng áo hoodie rồi á. Đây rồi áo này 45.000 mấy chị. 45.000 nha, 45.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đó, áo 45.000. Áo khoác màu hồng có nón, áo này là khoảng 60kg, 55-60kg đổ lại nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đây chị nào lấy chốt tình Thanh luôn ha. Áo khoác này là 45k, 60kg đổ lại, từ 45kg trở lên. Đó, chị nào lấy chốt tình Thanh là áo khoác 45.000. Mai Đào áo khoác màu hồng 45k nè. Ok Mai Đào nè. À có một mẫu hay là không có, có một mẫu là không có thôi, còn nhiều là có đủ hết. Rồi cái này là bộ này 35.000 mấy chị nè. Bộ này rất là dễ thương luôn, màu hồng 35.000. Chị nào lấy chút kim Thanh lau bộ hồng 35 50kg đổ lại nha. Đó, chị nào cao là 55kg, chị nào mà thấp thấp là 50kg nha. Sale cho mấy chị bộ này 35.000. Chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn ha. 35.000. Rồi lên giùm Thanh là bộ 35k. Rồi thôi khỏi đi con ơi. Rồi bộ hồng 35k, chị nào lấy chút âm Thanh là bộ hồng 35k nha. Hồng 35k. Đây bộ này sale, bộ này bán cho mấy chị nè. Bộ bé. Ok em. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Cái bộ này là bé khoảng 30kg nha mấy chị, 30-35kg. Bộ này Thanh sale cho mấy chị 25.000 thôi. Bộ thổ cẩm nha.
bộ thổ cẩm sale rẻ cho mấy chị luôn, 25.000 mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, 25.000 mấy chị, tiền công còn chưa có nữa chứ đừng nói tiền vải như mấy chị. Lên giùm Thanh là bộ thổ cẩm 25k. Rồi hồng 35, ok lon nè. Cái này chị còn 3 màu. 1, 2, 3, 3 màu đúng rồi. Chị có màu hồng lợt, màu hồng đậm, màu đỏ đô. Hồng lợt, hồng đậm, đỏ đô. Bộ này 25.000 mấy chị. 25.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Bộ thổ cẩm nha, bộ thổ cẩm. Rồi bộ 25 ok luôn, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 35kg đổ lại nha. Bộ 25k lên giùm Thanh là bộ 25k. Vậy thì giờ bộ B25k. Vậy thì giờ bộ cái gì? Chị Liên em không hiểu chị. Em không hiểu. Bộ 25k bộ thổ cẩm, chị nào lấy chút hình Thanh luôn. À, áo ghim nam hả? Áo ghim nam hình như Thanh còn. Còn đây nè. Đây áo ghim nam. Này của ai xả gì ta? Đây áo ghim nam nè. À, cái này Thanh sale, cái này nó kiểu cái này nè, nó dính ra đây nè, xếp cái nó dính ra đây, bán cái này cho mấy chị 65.000. Bộ bé 25 ok chị. À, bộ bé 25 chị lấy một bộ ha. Chị lấy một bộ hay chị Liên. Rồi áo khoác jean nam nè 65.000. 65.000 nha, 65.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn 65k. Áo khoác ghim nam 65.000, cái này là khoảng 60-65kg vừa mấy chị. Áo khoác ghim nam nè. Đó Thanh Toàn, Thanh Toàn nói chung là Thanh Toàn, chị nào lấy chốt Thanh Thanh luôn 65.000, còn đây còn nhiều nè. Đó chị nào lấy chốt Thanh Thanh luôn, lấy hai cái trở lên Thanh bớt cho. 26kg vừa không, mà 26kg là nó hơi bự quá chị. 26kg là nó hơi bự. Kiểu khác á, thôi đợi chị Thanh lên từ từ đi ha. Rồi cái set váy này 35.000 mấy chị, set váy này hàng xịn nha. Đó, set váy này 35.000 mấy chị, cổ lộ nè. Đó, mặc bỏ vô quần thấy cưng chưa? Set váy này là 40kg vừa nha mấy chị. 40kg vừa, chị nào lấy chốt mình Thanh là cái set váy nó co giãn nè. Đó, quần jean chị có bán quần jean lửng 50kg không? À, cái đó chị lên từ từ nha. Đó, chị lên từ từ. Rồi cái này set váy 35.000 mấy chị, 35.000 set váy này là 40kg đổ lại. Cái này là hàng xịn luôn. Đó, cái váy này là hàng xịn nè, set váy này là hàng xịn luôn á mấy chị. Rồi set váy 35 ok luôn nè. Set này đẹp lắm luôn á. Đây bộ này bữa nay chị Thanh sale có 35.000 nè luôn. À, bộ này 35.000, chị Thanh có cỡ 4-5 màu, 6-7 màu vậy. Nè, à, bộ phi bóng nha, bộ phi bóng 35.000. Đây, bộ phi bóng này 35.000, quần dài nha. Quần dài, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn, phi bóng xanh 35k. Rồi, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Cái đó chắc em nghĩ vừa đó chị. Cái quần này nó hơi bự tí, 26kg. Thử đi, thử một bộ để coi về vừa không. Rồi cái này bộ 35.000 nha, bộ phi bóng 35.000. Lên nhìn Thanh là bộ phi bóng 35k. Quần nam hả? Quần nam Thanh có, nhưng mà ở tiệm rồi, không có đây.
Đây rồi, bộ này 35.000 mấy chị, bộ màu hồng lợt mấy chị, hồng lợt 35k. Đó, chị nào lấy chốt Dùm Thanh hồng lợt 35.000. Rồi lên Dùm Thanh là hồng lợt 35 nha mấy chị, hồng lợt 35. Mấy chị chia sẻ like giùm em Thanh nha mấy chị. Hồng lợt 35. Đây cái áo phát này bữa hổm mấy chị mua không có, bữa nay xã của khách được một cái màu tím cà 45.000 mấy chị. Áo khoác tím 45.000, chị nào lấy chút Dùm Thanh khoác tím 45k nha. Cái này bữa hổm mà mấy chị mua quá trời nhưng mà Thanh nói hết rồi. Đó, bây giờ Thanh xả được của khách còn được một cái màu tím. Đây màu tím cà 45.000. Lên Dùm Thanh là tím cà 45k. Rồi khoác 45k, ok lon là hết luôn. Rồi bộ này 35.000. Bộ thể thao Adidas 50-55kg 35.000 luôn. Đó, chị nào lấy chốt Dùm Thanh luôn. Bộ 35k. Bộ thể thao 35.000. Bộ này là 50-55kg. Lên Dùm Thanh là bộ 35k mấy chị. Đây cái áo hoodie màu xám thể thao, có áo tay dài không? Thể thao áo tay dài là có mẫu, có nha, có. Rồi cái áo khoác e lộn, cái áo hoodie này màu xám nè, cái này là 60kg vừa, 55-60kg vừa nè, 39.000 nha. Áo hoodie màu xám có nón nha mấy chị, áo hoodie này có nón nha, 39k. Chị nào lấy chốt Âm Thanh là áo xám 39.000. Lên Dùm Thanh là mở xám 39k. Dạ, mua mấy cái áo này về mặc với mấy cái quần đó là ok luôn á. Lạnh là mặc mấy cái này được nè. Rồi bộ này 32.000 mấy chị. Vậy chị mua nữa em gửi địa chỉ thành phố chứ chiều mai chị lên rồi. Dạ à, em gửi địa chỉ thành phố đi chứ sợ không kịp á chị. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị nè, 32.000. Bộ 3D nha mấy chị. Bộ này là khoảng từ 30kg đổ lên nha, 30kg đổ lên nè, 32.000. Bộ này bộ 3D Thanh sale cho mấy chị luôn. Bộ 3D quần lửng nha, lửng ngố á, 32.000. Bộ này đúng ra Thanh bán 35 nhưng mà Thanh giảm cho mấy chị 3.000. Thanh bán cho mấy chị có 32.000. Chị chào Trần Ly nha. Chào em yêu. Rồi cái áo hoodie màu đen nè. Ở mấy cái này mình về mình phối mặc với mấy cái quần hồi nãy cũng đẹp nữa. Nha áo nè. 35.000, ba ấy bà lộn, 39.000, 39.000 nha. Chị nào lấy chốt Dùm Thanh luôn, 39.000. Áo hoodie màu đen. Đây áo hoodie màu đen 39.000. À, hồng sen ơi. Hình như hồi nãy shipper nó gọi cho em, nó gọi giao đồ cho em nói em không nhận hả? Rồi áo hoodie màu đen 39.000. Em đền chị nè, em kêu chị lấy quần jean lỡ không rách mà chị lấy quần rách cho em rồi. À quần lỡ không rách hả? Chị cũng không mở ra coi ở trong nữa. Chị không mở ra coi ở trong nữa, chị thấy nó khác màu cái chị lấy luôn à. Kệ đi, rách rách ít mặt cho nó mua đen. Rồi cái bộ này là bộ đùi nha. Bộ đùi, bộ này là 50-55kg vừa luôn nè, Thanh sale cho mấy chị bộ này 29.000 thôi. 29.000, 29.000, chị nào lấy chốt Dùm Thanh là bộ đùi đỏ nha. Bộ đùi này 55kg đổ lại mấy chị nha, 55kg đổ lại sale cho mấy chị bộ này 29.000. Chị nào lấy chốt Dùm Thanh là bộ đỏ 29k. Rồi lên Dùm Thanh là bộ đỏ 29.000, còn bộ này 50.000, còn một bộ nè mấy chị. Đây còn một bộ,
Vải đẹp nha mấy chị. Hermes này. À, bộ này là 60kg nè mấy chị. Ai mà cao cao là 6 mấy ký vừa nha. À, bộ này thanh sale cho mấy chị có 50.000. Bộ này mấy chị cầm tiền đi mua là 100 mấy một bộ nè mấy chị. Bộ 29 ok lon nè. Bộ đùi đỏ 29 này như còn á. Để thanh cao đùi đỏ đây. À, đây đây. Ủa Thanh còn quần dài rồi mấy chị ơi. Đỏ 29 Thanh hết quần đùi, Thanh còn quần dài à. Đây quần dài nè, 35.000 mấy chị. Ở Thanh hết quần đùi nha, Thanh còn quần dài mấy chị ơi. Đây 35.000, chị nào lấy chút ông Thanh luôn. Bộ dài 35k, đỏ dài 35k. À, chị cho em xem áo hot đi. Áo hết đi gì? Màu gì mới được? Màu gì mới được cưng? Rồi bộ đỏ quần dài 35.000 mấy chị, 35.000. Ở thêm 6.000 mua bộ quần dài mặc cho đã. Nha, Thanh còn bộ quần dài. Quần dài 35.000. Đây cái bộ này có 50.000 á mấy chị. Trời ơi bộ này đẹp nhất nách luôn mấy chị. Đẹp nhất nách luôn nha, quần dài nha. Đây còn một bộ nè, chị nào lấy chút luôn. Bộ Hermes 50.000. Rồi bộ 50 ok luôn. Rồi bộ này 35.000 nè. 35.000 bộ tay dài nè. Hồi nãy ai hỏi nè. À, bộ tay dài 35.000, chị nào lấy chút mình Thanh luôn, tay dài 35k. À, đẹp chưa mấy chị? Rồi lên giùm Thanh là bộ tay dài 35k. Bộ này là khoảng 45-50kg đổ lại nha. 45-50kg. Thanh sale cho mấy chị bộ này 35.000 luôn. Mấy chị mua cái bộ này 35.000 là mấy chị đủ dư tiền luôn mấy chị. Dư tiền luôn á, tại vì cái quần thông là hết mẹ 100 mấy rồi. Rồi bộ 35 ok lon nè. Rồi chị nào lấy bộ 35 chốt bộ 35 giùm Thanh luôn ha. Bộ 35 Thanh còn nè. Rồi bộ này cũng 35.000 luôn. À, dễ thương chưa? À, rất là dễ thương nha. Bộ này 50-55kg luôn nè. À, mấy chị có thể xé lẻ ra cái quần mình mặc với cái áo khác, cái áo mình mặc với cái quần khác được luôn. Rồi lên giùm Thanh là bộ hồng 35k. À, kiểu này em mua một bộ rồi à vậy hả. Rồi bộ áo hồng 35, mấy chị lên giùm Thanh là bộ áo hồng 35k luôn ha. Rồi ok lon nè, hồng 35 nè. Nó buồn ngủ mà ngủ không có được mấy chị. Hẹn 1 giờ mà giờ là ngoi đầu lên rồi. Ngoi đầu lên like rồi. Rồi bộ lá bài. Bộ lá bài 35.000 luôn mấy chị. Bộ lá bài quần đen. Nha, bộ lá bài quần đen, bộ này 50kg luôn. Bộ lá bài 35.000, chị nào lấy chút anh Thanh là lá bài 35k. Lên giùm Thanh là mã lá bài 35.000. Rồi bộ màu vàng 35.000 luôn mấy chị. Đây bộ áo vàng quần trắng nha mấy chị.
Đó, dạng thể thao này đẹp chưa? Rồi cái này 35.000 luôn, áo vàng mấy chị lên Đình Thanh là bộ áo vàng 35k mấy chị. Rồi vàng 35 nè. Rồi ok em lo. Đây cái bộ này Thanh còn mấy bộ nè. Đây bộ Pila này Thanh còn mấy bộ nè. 35.000 luôn. Em như còn hai cái bộ gì. Đó 35.000. Bộ này là 40-42kg nha. Nếu mà người nào cao là được 45kg. Đó, cao là được 45kg nha. Bộ này 35.000 luôn, bộ Fila. Đó, thấy cưng chưa? Bộ Fila 35.000 luôn. Rồi hoa hồ nè, bộ lá bài. Đâu rồi? Trời mới đây răng lên mất mẹ rồi. Đây, hoa hồ. Bộ Fila. Bộ Fila, bộ Fila nha, bộ Fila 35.000. Chúc Chúc lấy bộ nào Chúc Chúc ơi? Chúc Chúc lấy bộ này á hả, bộ bộ Fila này á phải không, phải không Chúc Chúc ơi? Phải thì ok lên số điện thoại giùm chị nha. Rồi bộ Fila Thanh còn nha mấy chị, bộ Fila Thanh còn, chị nào lấy chút Đình Thanh luôn. Phải thì ok lên số điện thoại giùm chị luôn. Rồi cái bộ này Thanh sale cho mấy chị luôn 20.000. Rồi lên số điện thoại giùm chị đi Chút Chút. Đây bộ bộ dây ngủ nha. Bộ này là 50-55kg mấy chị. Thanh sale cho mấy chị bộ này 20.000 luôn. Đó, chị nào lấy Chút Đình Thanh là bộ ngủ, bộ dây, bộ dây. Bộ dây 50-55kg mấy chị. Rồi lên Đình Thanh là bộ dây 20. Rồi dây 20 ok em. Rồi cảm ơn Chút Chút luôn. Ngủ ha, ngủ để em lấy. Bộ dây Thanh còn bộ dây này thôi, bộ dây kia Thanh hết rồi. Đây Thanh còn bộ dây này thôi, bộ đó hết rồi nha. Đó, bộ này 20.000 luôn. Bộ kia Thanh hết rồi, Thanh còn bộ này thôi. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Bộ này 20 luôn nè. Bộ dây bông Thanh hết rồi, Thanh còn bộ dây màu thôi mấy chị. Còn bộ dây màu thôi, 20. Rồi mấy chị lên Thanh là bộ dây màu 20 đi mấy chị. Rồi bộ này ba, đây bộ này bị lỗi à. Đây bộ này nó bị lỗi à, Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn. Cái bộ này Thanh bán rẻ cho mấy chị 25.000 thôi mấy chị, 25.000 nó bị lỗi mấy chị. Nhưng mà cái quần nó không có bị lỗi nha. Đó, quần nó không bị lỗi nha mấy chị, quần nó rất là đẹp luôn. Đó, thay vì giờ Thanh bán lẻ cái quần 35.000 cũng có người mua nữa. Rồi mấy chị lên Thanh là bộ lỗi 25k mấy chị. Thay vì bộ này 35.000
Thanh giảm cho mấy chị 10.000 là nó bị lỗi mấy chị. Bộ lỗi Nguyễn Duy nè, 25k. Tại vì nó bị lỗi xíu dơ thì Thanh bán rẻ cho mấy chị, Thanh giảm 10.000. Về mình có thể mình lấy cái áo này, mình cái quần này mình mặc cái áo khác. Rồi bộ lỗi chị Thanh hết rồi. Bộ lỗi hết rồi nha, lỗi hết rồi, còn có một bộ một à. Đây bộ này 35.000 mấy chị, 35.000. Ở 35.000 nha, bộ này là bộ áo này là bộ áo trắng đi mấy chị, bộ áo trắng 55kg nha mấy chị, 55kg, bộ áo trắng 35.000. Chị nào lấy chốt âm thanh là bộ áo trắng 35k. Rồi lên giùm Thanh là bộ áo trắng 35.000. Rồi bộ này 35.000 mấy chị. 35.000 bộ đỏ nha, đỏ hình thú nha mấy chị. Bộ đỏ hình thú nè. Đó, cục vàng nào lấy chốt thì Thanh luôn, bộ này Thanh sale cho mấy cục vàng 35.000 luôn. Bộ này là khoảng 50kg đổ lại thôi. Bộ phi bóng nha, 50kg đổ lại sale cho mấy chị 35.000. Đó, lên giùm Thanh là bộ phi bóng 35k. Rồi, bộ phi bóng 35.000. Cái này là không có nhiều màu lắm mấy chị, bộ phi bóng này không có nhiều màu lắm. Rồi, ôi là trời, nó đẹp mấy chị ơi, muốn xỉu luôn nè trời. Rồi cái áo này khoảng 50kg, 45-50kg đổ lại. 45-50kg đổ lại sale cho mấy chị 39.000. Rồi mấy chị ơi, cái áo 100 mấy bán mấy chị có 39.000 thôi. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh là áo trắng 39k, sơ mi 39k. Lên giùm Thanh là sơ mi 39k mấy chị. Đây sơ mi 39.000 đẹp quá trời mấy chị ơi, cái sơ mi trắng này nó đẹp muốn xỉu luôn trời. Lên sơ mi hả chị? Đây ở sơ mi nè. Rồi sơ mi trắng 39.000 nha, cục vàng nào lấy trước mình Thanh luôn, 50kg thôi nha. 50kg. Sơ mi trắng 39.000. Ai rồi sơ mi này là sơ mi trắng trơn đó, phối hoa xíu đây nè. Ở cái này 50-52kg á. 50kg thôi, nói chung là 50kg đổ lại thôi nha. Cái này nữ mang được, nam mang được luôn nè. Đó, đẹp chưa? Sale cho mấy chị luôn, 39.000. Rồi chị nào lấy chốt Thanh là sơ mi trắng trắng trơn đi. Lên giùm Thanh là trắng trơn đi, trắng trơn 35.000, tại hai cái màu trắng nó giống nhau cho nên là mình gọi là trắng trơn, còn phải là hồi nãy là trắng chà neo đi. Cái đầu tiên là trắng chà neo, còn cái này là trắng trơn đi mấy chị. Ôi chị lên sớm nó nằm ngủ mà ngủ không được. Nằm ngủ không được, lên sớm luôn. Nè cái áo khoác này sale cho mấy chị luôn nè. Áo khoác này xịn nha mấy chị. Ai sale cho mấy chị 55.000 luôn. Áo khoác sale 55.000.
Rồi cái áo khoác sọc đen sale cho mấy chị 55.000. Cái áo khoác này là 60kg nha mấy chị. Đây 60kg Thanh sale cho mấy chị 55.000. Chị nào lấy chốt tùm Thanh là khoác sọc đen 55k sale lỗ luôn đó mấy chị. Cái áo khoác này là sale lỗ luôn nè. Áo khoác này là về 70. Mạng nó mới bị đá văng ra. Rồi chị Thanh còn khoác sọc trắng, khoác sọc đỏ. Khoác sọc trắng đó nè 55.000 mấy chị. À, đơn cưng hả? Đơn cưng đi rồi. Đơn cưng đi rồi nha. Bây giờ mà đơn này mua đi thì chị Thanh miễn ship nha. Rồi cái này là Thanh sale cho mấy chị luôn 55.000 luôn là 60kg đổ lại nha. Khoác sọc trắng, hàng này hàng xịn nha mấy chị. Ở cái này là hàng xịn đó nha, chứ không phải hàng thường đâu. Hàng này Thanh nhập vô là 8X, 7X, 7X, 8X rồi đó. Rồi sọc trắng, rồi sọc đỏ, 55.000 luôn. Rồi cũng có sọc vàng, sọc cam, sọc xanh. Rồi xanh da trời. Rồi sọc đỏ, ok luôn nè. Mấy cục vàng chia sẻ like em Thanh đi, mấy cục vàng chia sẻ like em Thanh ha. Rồi còn nhiều sọc nữa nha, sọc xanh ngọc nè, sọc vàng, sọc xanh lá, rồi lon nè, xanh lá, sọc vàng. Mấy chị mua lẻ mấy chị có size nhỏ không? Có nha Hồng Hạnh Nguyễn ơi. Mấy chị mua lẻ mấy chị không mua mặt trời, Thanh bán có 55.000 nó rẻ bèo luôn mấy chị. Thanh bán 55.000 rẻ thôi là rẻ luôn mà không mua trời. Cái này mấy chị mua sỉ còn chưa có giá này nữa chứ đừng nói là mấy chị mua lẻ. Đó, Thanh về kho Thanh bán giá sập sàn cho mấy chị luôn. Rồi Thanh còn nha mấy chị. Đây còn có mấy cái thôi. Còn có mấy cái thôi nha, 55.000, chị nào lấy chút Thanh luôn. Đây sọc nè, sọc cam nè, sọc vàng nè, sọc xanh nè. Đó, cam vàng xanh nha, cam vàng xanh. Rồi áo khoác riêng, sale áo khoác riêng cho mấy chị luôn, 79.000. Rồi, một cái là 100 mấy, 200 mấy không mấy chị. Đó, sale cho mấy chị 79.000. Đúng rồi Bùi Hạnh ơi, cái đó áo khoác nha. Áo sọc hồi nãy là áo khoác á. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị 79.000 nha mấy chị. Hàng này là hàng 115.000 giá sỉ đó mấy chị. Sỉ ôm lô đó nha. Ở giờ Thanh bán cho mấy chị có 79.000 thôi. Đây áo khoác ghi lửng nè, 79.000, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Xanh, mấy chị lên giùm Thanh là khoác ghi xanh 79k, 79.000. À, cho xem ở xem cái áo khoác đó hả, áo khoác này đó hả. Đây đó, áo khoác nè, nó có 4 túi nè nghe mấy chị. Ở trong nó có 3 túi, ở ngoài 2 túi là 5 túi luôn á. Áo khoác này ở ngoài 2 túi nè, ở trong 3 túi là 5 túi nè. Khoác sọc là 55.000. Đó, áo khoác sọc là 55.000 nha. Size này là size 60, 6 mấy ký vừa luôn. Rồi áo khoác sọc là 55.000. Đây còn sọc đen nữa nè. Sọc đen, sọc xanh, sọc cam. Đen, sọc xanh, sọc cam nha, 55.000. Đây áo khoác này là 45.000 nè. À, áo khoác này 45.000. Trời nó đẹp nha. Cái vải nó đẹp lắm nha mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị cái áo khoác này có 45.000 mấy chị. Mấy chị cầm tiền mua 85.000 cũng không có cái áo khoác này nữa. Rồi áo khoác màu riêu.
lên giùm Thanh là áo khoác riêu 45k. Rồi mã riêu 45k mấy chị. Đây áo ngực này không còn mấy cái nào, đang sale cho mấy chị luôn nè. 3% luôn rồi mấy chị. Cái này Thanh còn sale 34 nè. 3% luôn. À, chị có đốm không? Lấy em đủ màu. Bùi Hạnh lên số điện thoại đi, đốm chị hết rồi. Đốm chị hết rồi con. Đủ màu là 4 cái nè. Áo khoác này chị Thanh bao giá luôn. Áo khoác này bao giá cho cưng luôn. Bùi Hạnh lên số điện thoại em chị luôn. Rồi Bùi Hạnh lên số điện thoại Thanh luôn. Đây áo ngực Thanh sale cho mấy chị 3% luôn nha. Áo ngực 3% nha mấy chị. Cái áo thun đó, cái áo khoác đó là vải cô tông nha. Áo khoác cô tông nha. Đây rồi áo ngực này 35.000. Thanh sale cho mấy chị luôn 3%. Thanh còn 3 cái màu đen nè. 3 cái màu đen size 34 nha. 3 cái màu đen size 34 nè. Mấy chị mua này cho con mình mang đi học đó mấy chị. Mấy đứa học cấp 3 rồi đó. Với lại mấy người mà cái ngực nhỏ nhỏ. Rồi 3% luôn, size 34 màu đen, size 34 màu trắng nè. Đó, Thanh còn nhiêu đó, Thanh bán rẻ luôn, 3% luôn. Rồi cái này là bộ này 35.000 mấy chị. 35.000, chị nào lấy chút âm Thanh là bộ hồng 35k. Đó, lên giùm Thanh là bộ hồng 35.000 50kg. Bùi Hạnh lên chị Thanh số điện thoại nha. À, khoác riêu Kim Hoàng Thia nè. Em lấy nhiều có sĩ không? Trời, cái giá này chị bán còn rẻ hơn giá sĩ nữa em ơi. Ở chị bán cái này còn rẻ hơn giá sĩ nữa. Bên chị là chuyên sĩ nhưng mà chị đang sale dưới giá sĩ nữa. Chị sale dưới giá sĩ nữa cho nên là nó còn rẻ hơn giá sĩ nữa em. Rồi bộ hồng 35.000, 35.000 nha, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Hồng 35, bộ hồng 35. Em lên cái số điện thoại giùm chị đi cục vàng. Nếu mà em từng bán hàng rồi là chị nói cái giá ra là em là em biết liền à. Nó rẻ hơn bao nhiêu là em biết liền. Rồi bộ này Thanh sale luôn đi, 15.000 luôn mấy chị. 15.000 chốt hai bộ trở lên giùm Thanh đi ha, hai bộ hai màu nha. Hai bộ hai màu. Bộ này Thanh sale cho mấy chị bộ ngủ 15.000 mấy chị. Đó, 15.000 một bộ nha. Bộ dây này là 50kg đổ lại. 50kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn. Rồi cảm ơn em. Bộ dây 15k mấy chị. Mấy chị chốt hai bộ giùm Thanh đi ha. Rồi lên giùm Thanh là bộ dây 15.000. Chốt hai bộ hai màu giùm Thanh nha mấy chị. Rồi áo sơ mi Thanh sale cho mấy chị luôn. Chị lên giùm Thanh là áo sơ mi một cái 25.000, 5 cái 99.000 đi mấy chị. Đây 5 cái áo sơ mi 99.000. Sơ mi này là sơ mi nữ nha mấy chị, sơ mi nữ nha. Khoảng 50kg đổ lại, 45-50kg đổ lại thôi. Thanh sale cho mấy chị luôn 5 cái 99.000, 5 cái 5 màu ngẫu nhiên không có lựa màu giùm Thanh nha. Đó, không lựa màu nha mấy chị. Rồi lên giùm Thanh là sơ mi 99k, sơ mi 99k 5 cái. 5 cái Thanh sẽ lấy cho mấy chị 5 cái 5 màu nha. Đây, nó nhiều lắm mấy chị. Sọc nè, rồi màu nè, rồi bông nè, nhiều lắm. Đây, rồi chấm bi nữa nè. Đó, nhiều mẫu lắm nha mấy chị. 5 cái là 5 màu khác nhau, chứ không có giống nhau, cho nên là mấy chị đừng có lo nha.
Rồi mấy chị, bộ này thanh sale cho mấy chị có 39.000 thôi nè. Thanh bao giá cho mấy chị luôn. Bao giá cho mấy chị luôn ha, 39.000 một bộ. Đó, quá đẹp luôn. Vải không xù, không nhăn, không rút nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị có 39.000. Bộ này là bộ trăm mấy á mấy chị. Bộ này là bộ lửng chín tấc. Bộ này mặc tới mắt cá đây nha mấy chị. Đó, sale cho mấy chị có 39.000 size bự nha. Cái này là size bự đó nha mấy chị. Size này là 60-65kg vừa đó. Rồi 39.000. Cái này lấy nhiêu bộ Lon ơi? Đây chị Thanh có nhiều màu, nhiều bông lắm nè. Đó, Thanh còn có nhiêu đây là khách Thanh nào sáng là Lan mua làm chục bộ không. Cái này nó có 10 màu á, 9-10 màu á. Có áo tay dài bé trai, có nha Liễu Nguyễn ơi. Bộ này là vải, là vải KT Nhật nha, KT xịn, hàng thiết kế không phải là hàng thường nha. Bộ 39 nè. Rồi xanh 39 nè, ok Nhung Nguyễn nè. Vải đẹp, Thanh cam đoan với mấy chị luôn. Vải xấu mấy chị trả hàng lại cho Thanh nha, nhưng mà mấy chị phải có tâm tí xíu nha, đừng có không muốn nhận hàng cái bài đặt chê bãi xấu nha mấy chị nha. Đủ màu chị em tính em 35 nha. Rồi không, cái này không tính. Ờ rồi thôi tính em 35.000 luôn. Rồi tính cho cưng 35.000, giảm cho cưng đi. Đó, bộ này mấy chị về mấy chị mặc không ghiền thôi luôn. Lấy một chục bộ đi cưng ơi, một chục bộ đi ha. Một chục bộ đi chị tính 35.000. Rồi mấy chị cứ lấy 10 bộ đi. 10 bộ này Thanh tính 35.000. 10 bộ là tính giá 35.000 luôn. Này Thanh bán lỗ nó dốc thằng con mấy chị. Nói nó dốc là Thanh mất lọc luôn á mấy chị. Nói dốc là mất lọc luôn á. Bộ này là Thanh bán lỗ luôn á mấy chị. Tại vì mấy chị biết sao, siết nợ đó mấy chị. Người ta thiếu nợ rồi, người ta không có tiền trả, siết nợ đó mấy chị. Cho em coi áo nữ màu xanh 25k. Đâu rồi? Đây nè cưng. Áo sơ mi jean tay dài không? Hết rồi cưng. Đây nè cưng, áo sơ mi nè Trang Nguyễn ơi. Cái này là con trai con gái đều mang được nha. Nói chung trai gái đều mang được. Áo sơ mi thì dễ lắm nè. Đó 25.000 mua 5 cái. Lộn xộn là 99.000 nha. 5 cái là 99.000. Mua 1 cái là 25.000. Đó mấy chị mua 5 cái về mặc đó đã nha. Áo sơ mi nữ nam đều mang được, nhưng mà nam là nam con nít đó nha, nam người lớn là mặc không vừa nha. Rồi bộ này 39.000 mới chị, mấy chị mua 10 bộ là Thanh sẽ bán 35.000 nha. Thanh còn ít thôi, còn ít thôi, chị nào lấy chút mình Thanh luôn. Trời ơi mấy chị ơi, 25.000 nè. Đó 25.000 mấy chị. Bộ này là bộ đùi dây. Đây bộ đùi dây nha, bộ đùi dây. Rồi bộ đùi dây mấy chị, đùi dây này 25.000 bằng von nha mấy chị. 25.000. Giá sỉ sao chị? À, lấy cái xanh đó, ok Trang Nguyễn. Em ơi, chị đang like sỉ nha em. Khách sỉ chị toàn đang like lựa sỉ không á cưng ơi. Rồi áo xanh là 25k nè, ok Trang nè. Trang xong lấy 5 cái đi. 5 cái thì có 99.000 rẻ Trang. Ở đây là khách chị đang lựa sỉ không rồi nha. À, lấy 20 bộ. Để coi còn hết rồi, còn nhiêu đây rồi. Để chị kêu mấy đứa nó chở nó lấy.
chút ơi. Dạ. Cái bộ dạ. Mà bộ KT Nhật có con? Dạ. Rồi con lấy 10 bộ cho Loan Nguyên Châu đi, ghi lại giùm gì đi. Dạ rồi, dạ rồi. Thôi bộ này bán 20.000 cho mấy chị, 20.000 nha. Cho em xem sơ mi, mấy bữa trước mua áo sơ mi rồi, em sợ trùng má. Vậy hả? Đây. Sơ mi nè. Sơ mi nè, chị Thanh có màu cam nè, sọc trắng nè, sọc xanh nè, chấm bi nè, 3D nè, màu hồng nè, màu đô nè, màu đỏ đô nha, màu đen nè với màu xanh. Đó, lấy thì chốt âm thanh luôn. Rồi cái bộ đồ này sale cho mấy chị 20.000 thôi mấy chị. Bộ này là bộ này sao nhỏ xíu trời. Bộ này chắc khoảng 25-30kg, 30kg đổ lại mấy chị. Bộ này 30kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn 15.000. 15.000, 15.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Bộ dây 15k. Đây áo khoác mấy chị, áo khoác này 45.000. Bộ 15k ok em. Là trời bán biết không bán bộ đồ này 15.000. Bộ dây 15 mà không biết còn không nữa nè. Biết còn không nữa. Đây hên quá còn hai bộ. Rồi bộ dây 15 ok chị à. Chị Kim Liên nè. Rồi ok Hoa Hồ nè. Bộ đồ có 15 nè. Ôi là trời, tao bán vậy đó mấy chị. Bán vậy đó mấy chị thấy chị nổi đời không? Ôi cái áo trắng này. Áo trắng này à, chị nào lấy Thanh bán 10k thôi. Áo trắng này 65kg mấy chị nào lấy Thanh bán 10k thôi. 10k thôi mấy chị, 10k, áo trắng 10k nha. À, sơ mi size S 2M. Sơ mi này là size S nha, nói chung là size nha, size khoảng 45-50kg cho em một sơ mi chấm bi, một cái màu xanh nước biển nha. Một cái 25.000 nha cưng. Một chấm bi với một xanh nước biển. Ok em. Ok la. Học qua hậu nè. Học qua hậu gì đó. Áo 10k ok chị Kim Liên. Cục vàng ơi, trắng thanh hết rồi. Để em coi cái này cái gì đem lên bán rẻ cho mấy chị luôn. Đây bộ 15.000 anh còn 3 bộ nữa mấy chị ơi. Đó, bộ 15.000 anh còn 3 bộ nè. Sơ mi đẹp trời, 25.000 mấy chị. Áo sơ mi cho nốt nhạc nè. Có một cái một không có cái thứ hai nha mấy chị. Rồi sơ mi nốt nhạc 25.000 mấy chị lên niềm thanh là sơ mi 25. Chị có quần sọt nam không? Có nha Bùi Hạnh ơi, có nha. Đây cái áo nốt nhạc nè, 50-55kg nha, 25.000. Cái này cũng sơ cho mấy chị 25.000 luôn. Rồi cái bộ đồ màu xanh lá 35.000 mấy chị ơi, bộ này đẹp nha mấy chị. Đó, mấy chị không mua bộ này tối Thanh lấy thì mặc luôn. Rồi sơ mi đen nè. À, đâu rồi. Cái này để chút xíu nữa, hình như sơ mi đen này còn để chị lấy cho. Sơ mi đen này còn. Cái bộ màu xanh này 35.000 mấy chị, bán lỗ luôn.
Rồi bộ xanh chị nào lấy chút anh Thanh là bộ xanh luôn. Quần kaki hả? Ê quần sọt hả? Quần sọt là giờ chị Thanh không có ở đây rồi. Quần sọt là ở tiệm rồi cưng ơi. Bữa nay chủ nhật thứ bảy chị qua bên kho chị like á. Rồi cái này là bộ xanh lá mấy chị, 50-55kg nha. Từ 40kg trở lên là mặc được hết. Cái này là hàng xịn luôn nè mấy chị. Bộ này là bộ trăm mấy nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là bộ xanh lá 35k. Lên giùm Thanh là bộ xanh 35.000. Có nha Tuấn Kiều ơi, có nha. Bữa nay thứ bảy, ờ thì thứ bảy chủ nhật là chị qua kho chị like mà. Thứ hai á, thứ hai chị mới có ở tiệm. Thứ hai là chị like ở tiệm nha. Cái bộ này 15.000, Thanh còn 3 bộ này mấy chị. Rẻ quá trời luôn mấy chị, không mua cho con mình mặc mấy chị. À, 35.000, ế lộn mà có 15.000, thấy cưng quá trời luôn. Nè bộ 15.000 nè mấy chị. À, có quần jean gái 30kg không? Có nha Trang Ngô ơi. Quần jean gái 30kg, quần là quần đùi hay là quần dài? Bộ này 15.000, Thanh còn 3 bộ nè. Đó, Thanh bán rẻ vậy luôn mấy chị, không mua uổng quá trời luôn nè. Còn 3 bộ nha, bộ 15.000 còn 3 bộ nè. Rồi bộ xanh 35 hoa hồ nè. Bộ 15k Trang Nguyễn lấy thêm bộ nữa hả Trang Nguyễn? Trang Nguyễn lấy thêm bộ nữa hả? Không mà cái bộ 15.000 nó đẹp thiệt, cái vải nó đẹp lắm mấy chị. Vải nó đẹp là thiệt, Thanh bán còn có 2 bộ thôi nè. Bán lỗ luôn. Có quần tây Hàn Quốc không? Quần tây Hàn Quốc chỉ còn size của người trung niên à. Có của trung niên à. Đây áo nè 39.000 mấy chị, áo hoodie. Áo hoodie 39.000 màu hồng mấy chị, màu hồng. Thanh có, Thanh ơi có mũ kết màu xám không? Mũ kết màu xám hả? Lấy em bộ gì cân, bộ 15.000 này á hả? Lấy em bộ 15.000 này phải không Bùi Hạnh ơi? Phải bộ 15.000 này không? Rồi áo hết đi 39.000 mấy chị. Đùi bao nhiêu một cái hả? Quần jean 55k còn không? Quần jean 55k chị hết rồi. Hết rồi cưng. Áo hồng 39 còn 4 cái. Đâu rồi? Áo hồng 39 Thanh còn 4 cái nha. Đùi hả? Đùi Thanh theo luôn. Quần jean đùi bán 35.000 luôn. Chơi lớn luôn. À, áo đó nhiêu ký hả? À, không có thanh niên. Ủa thanh niên Thanh hết rồi. Thanh niên Thanh hết rồi. Về có là cháy hàng, về là cháy hàng. Nãy chỉ có 15 rồi. À hả? Do, à, giống vậy không? Không. Giống chị, bộ đi giống hồi nãy nha chị. Cho em thêm một bộ 15 nữa, hoa hồ. Rồi hoa hồ thêm bộ 15 nữa là hết rồi. À, áo này là khoảng 50 mấy ký á cưng. Áo hồng này 50 mấy ký á. Đây quần nè. Quần sọt kim nè. Trời ơi là trời, anh bán 35.000 mấy chị ơi. Xóm Thanh bán trăm mấy. Ở xóm Thanh bán cái trăm mấy á mấy chị. 101, 102. Trời ơi bán cho mấy chị có 35.000 cái quần. Đó, hàng này là hàng xịn, hàng mới, hàng đủ ri, nguyên size luôn nha mấy chị. 35.000 Thanh còn size SM. Có mũ màu xám không? Mũ màu xám không biết giờ, Thanh không biết có không nữa, còn không nữa. Rồi cái này 35.000, Thanh còn quần là size SM, size L. S là khoảng 30-35kg là mặc được có Trang Ngô ơi. Quần M 35 ok. Quần riêng này cái trăm mấy á. Bán lẻ cái 120 á. Quần này là quần còn nguyên ri luôn á. Lấy cho em xem đùi jean size 30kg là cái này mà cung size S là 30kg nhỏ nhất nè. Đó có 35.000. À, sọt riêng thì Nguyễn lấy size nào? À, chị lấy cho cưng
lấy cho Trang ngô size nhỏ nhất nha. Đó, có 35.000 thôi. Ôi là trời, Tết Tết cho bé mặc nha mấy chị. Tham sale có 35.000 thôi. 35.000 một cái quần sọt đi. Đó, lỡ rồi, bây giờ lấn qua luôn rồi mấy chị. Sọt rim. Rồi Hiền Nguyễn nè. Lấy 2-3 cái gì đi. 2-3 cái gì đi Trang Ngô. Hiền Nguyễn ơi, Hiền Nguyễn là lại lấy hay gửi vậy? Lại lấy hay là gửi? Jean bé gái lưng thun. Không, lưng thun chị hết rồi. Em L 2 cái rồi, ok. À, quần M 5 cái. Rồi Hiền Nguyễn lên số điện thoại đi Hiền Nguyễn ơi. Em L 2 cái nè. M 5 cái, L 5 cái. M 5 cái nè. Jean M. M 5 cái. L 5 cái. Rin 60kg vừa không? Không. Em M chút chút nè, 35 nè. Lấy em size L hả? L. Bùi Hạnh nè. Cái này Thanh bán sỉ nguyên ri với mấy chị, giờ Thanh xé lẻ cho mấy chị luôn. Giờ xé lẻ cho mấy chị luôn. Ê, cái này nó bị lỗi rồi. S size, cái gì S size, S và L. À size S và L hả? Một cái L, ok Phan Thúy nè. Hai cái xe ớt và mỗi L. Hai cái xe ớt nè. Với một cái L. Rồi lên số hộ dùm Thanh đi Hiền ơi. Là 3 cái nè. Hai cái xe ớt bạn L rồi chị biết rồi. Quần này là 60kg không vừa nha. L và xe ớt rồi chị lấy đúng rồi đó. Là hai cái xe ớt, một cái xe L. Quần sọt nhiêu. Quần này là thay Thanh có size SML, không có độ giãn nha. SML không có độ giãn. Mấy chị cứ ấy là tính tới đi. Chứ Thanh biết L 52kg hả chị. Nói chung là mình mặc size bao nhiêu thì mình nhớ đi. Chứ giờ Thanh cũng không biết nữa. Cái này là size S, size ML. Nhưng mà quần này là nó không có độ giãn nha mấy chị, không có độ giãn nha. SML thôi, Thanh có SML. Út Cưng nè, Út Cưng là 5 cái size size L, 5 cái size M nè. Rồi Bùi Hạnh sang L để Thanh lấy nha. Quần này là Thanh bán 35.000 cho mấy chị, là Thanh bán lỗ luôn á mấy chị. Có xả kho là bán lỗ, có xả kho là mỗi lần xả kho là bán lỗ thôi. Quần này là hàng nguyên ri. Hàng đủ ri, Thanh bán sỉ là đủ ri đó mấy chị. Giờ Thanh xé lẻ ra, anh bán cho mấy chị có 35.000 thôi. 35.000 một cái thôi. Quá trời rẻ luôn. Nè mấy chị coi nè.
đẹp chưa? Trời ơi, cái quần này ai bán cho mấy chị 35 ngàn mấy chị nha. Thanh xin thưa hàng shop không nha mấy chị, hàng shop không nha. Ai đẹp nè đó, mấy chị thấy không đó, hàng chưa khui, nói chung là hàng shop, hàng Thanh bỏ sỉ nguyên ri nguyên ri. Bây giờ Thanh sale xả kho cho mấy chị đó, nói chung bữa nào Thanh qua kho là nó xả banh nóc cho mấy chị luôn. Ở cái này là size, này size ớt nè, ớt ML, ớt ML, mấy chị lấy bao nhiêu cái ớt, mấy chị lấy bao nhiêu cái M là Thanh lấy cho. Cái này hàng không có độ giãn nha, hàng không có độ giãn nha mấy chị. Ở mấy chị cứ mặc size bao nhiêu rồi mấy chị nhắm đi nha. Có 30kg không? 30kg là size ớt là vừa đó, 30kg size ớt là vừa đó. Rồi thêm size ớt nè, Hiền Nguyễn nè. Rồi cái này về bán là ok luôn á trời. Tết bán cái này là ok luôn á. Có cái này nó bị lỗi xíu nè, để chúng mình bán rẻ cho. Này mờ 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 còn size ớt lên quần dài hả? Từ từ Thanh lên mấy chị, từ từ Thanh lên nha mấy chị, hối quá Thanh làm hẳn khỏe, nhưng mấy chị có một mình thôi, có một mình thôi cho nên là quần dài quần ngắn thì mấy chị từ từ nha, từ từ cái gì từ từ Thanh lên Thanh làm từ từ cho mấy chị. Hối quá, người này hỏi người khác hỏi, người này kêu lên này người kêu lên kêu, Thanh làm một mình Thanh làm không có kịp, giờ già yếu rồi mấy chị. Quần này về bán là vô luôn. Mẫu đâu lấy giống mẫu đâu. 35kg lấy size ớt được rồi. Size M bao nhiêu ký vừa? Size M nói chung là cái Thanh là Thanh mặc size M nè. Rồi size ớt nè. Lấy hai nhỏ nhất với ba cái L. Rồi Bùi Hạnh nè. Bây giờ mình mặc ra một cái rồi. Bây giờ lấy một cái nữa là hai cái nè. À, hai cái nhỏ nhất với ba cái L. L Thanh phải đi lấy nữa, mấy chị mua L hết trơn. Thanh có size SML. SML nha, SML mấy chị lấy size bao nhiêu rồi mấy chị cứ nói đi, mấy cái size đó, mấy cái size M, mấy cái size L Thanh lấy cho. Có size 35kg, 35kg lấy xe ớt đi. Có size ớt không chị? Có nha Chuyên Ngô ơi. Có nha. Hai cái rồi nè. 1, 2 con lờ ra coi. Quần sọt riêng 35 ngàn nha mấy chị. Sọt rin 35 ngàn, 35 ngàn nha. Có size SML. Rồi thêm một cái L, L ok Phan Thùy nè. Con Cảnh ở đây nó tiếp, giờ không có, nó một mình Thanh làm muốn ba trợn luôn á mấy chị. Một mình làm muốn ba trợn. Trời cái màu này đẹp quá trời luôn. Đây. Ừ, cái màu này đẹp quá luôn Phan Thùy ơi.
Rồi size SML mấy chị có lên nhìn Thanh đi, SML 75kg ha, 75kg là chị không có. 75kg không có nha. Đây mấy chị coi nè. Em cho mấy chị coi cái quần rin này nó đẹp nhất nhối luôn. Đó, thằng sale có 35.000. Ôi nó đẹp mấy chị. Ha, à, hàng mới hoàn toàn cho mấy chị, hàng đủ ri nguyên size luôn. Đó. Rất là đẹp luôn, mấy chị mua cho con mình mặc nha, Tết rồi mấy chị. Đó, mấy chị mua cái này mấy chị để dành bỏ vô tủ cho con mình để dành Tết nó mặc, khỏi đi sắm đồ nó mắc. Thay vì mua của Thanh một cái quần này 35.000, mua chưa được cái áo nữa mấy chị. Đó, mấy chị mua chưa được cái áo của shop khác nữa. Mua bộ đồ bên nhà em Thanh chưa được 100.000, mua bộ đồ của ông ta mấy trăm ngàn mấy chị. Rồi đó, chị nào lấy chốt ông Thanh SML như mấy chị quần rim sọt Thanh theo cho mấy chị có 35.000 một cái thôi. Đó, rồi chị nào lấy thì chốt nha. Chị nào lấy thì chốt cùng Thanh luôn. SML, SML lấy size S hay M hay L gì đó thì nói anh lấy cho nha. À, chị còn chị áo khoác sọc còn không? Có size 30kg không hả? Size 30 hả? Size 30 không có, size SML không có 30. Đây áo khoác sọc chị còn nha, còn có 2 cái à. Áo khoác sọc chị còn có 2 cái thôi. Phát sọc chỉ còn có 2 cái thôi, lấy thì chốt cùng chị đi. Ê có sai nè. Ê có sai 30 nè, sai 30 nè, Ngọc Thùy ơi. Ồ cái này nó rộng, cái này là wow, nó đẹp rồi mấy chị ơi, sai 30 nè. À sai 30 nha. Đây chị nào lấy chốt âm thanh luôn, sai 30 có một cái nè. Có cái cây này cây lẻ nè. Đó, size 30 nè, size 30 nè. Có một cái quần này nó bị lỗi nè. Mấy chị, ủa phải bị lỗi không ta? Ủa đâu vậy? Ở đây nè. Nè mấy chị, đây dưới cái like nè. Đó. Lấy luôn rồi, vậy là lấy áo khoác luôn ha. Còn có 2 cái thôi. Ở tiệm thì còn nhiều, ở đằng tiệm Thanh thì còn nhiều. Quần lửng ống rộng không, người lớn tuổi. Có màu đen nhưng mà ở tiệm à. Rồi Ngọc Thùy nè. Ngọc Thùy size 30 nè, 35.000. Ngọc Thùy lên số điện thoại giùm chị Thanh đi Ngọc Thùy. Lên số điện thoại giùm chị đi cưng. Lấy thêm màu đó nữa hả? Lấy thêm màu đó là lấy cái. Rồi. Rồi ok Bùi Hạnh nè. Quần này đẹp nha mấy cục vàng ơi. Quần này là Thanh bao đẹp mấy chị luôn nha. 35.000. Chị mặc là à, có đứa nào đang coi like không vậy? Phúc với Cảnh 69kg vừa lấy em một cái. 69kg không vừa cục vàng ơi. Cảnh với Phúc có đứa nào coi like không vậy? Cái áo gì coi giá làm gì coi. Đây có size 29 nè mấy chị. Ê Phan Thúy ơi, mấy cái này đẹp quá nè. Trời trời cái này nó nhỏ. Này size 29 nhưng mà sao nó nhỏ xíu vậy trời. Cái này nó có độ giãn nha. Cái này khoảng 30-35kg vừa nè. À, cái này khoảng 35-40kg á mấy chị. Cái này khoảng 40kg đổ lại vừa nè. Đó, à, 35.000. Lấy cái quần á. Rồi ok Ngọc Thùy. Áo chị mặc à, áo chị mặc hình như là 220 hay là nhiêu. Có đứa nào đó không vậy? Coi giùm gì coi. Có dinh ngố không? Không dinh ngố chị hết. Đây có màu đen nữa nè. Có màu đen nữa nè Bùi Hạnh ơi. Một màu đen này nó có độ giãn nha. Đó quần này nó có độ giãn nè, SML. Đó quần đen SML luôn mấy chị. Ấy màu đen này là size 26 mấy chị ơi.
Màu đen còn 26, 27, 28. 26, 27, 28 đó chị. À Ngọc Thùy lại lấy ok em. À, có quần kaki nam, quần kaki nam có loại L, giờ còn size bự không à. Đây rồi, cái quần này màu đen nè, size 26, 27, 28. 26, 27, 28. 35 ngàn luôn, sọc đen, sọc đen. Hết size 30 rồi cưng, hết rồi. Rồi sọc đen, sọc đen, chị nào lấy chú âm thanh sọc đen luôn. Cái này nó bị, chị đổi em cái 28. Lấy thêm cái 28 luôn đi cưng. Tại vì có một mình chị like đây, chị quăng ra đó rồi. Giờ chị nhào ra đó, chị lấy, chị không biết đường chị bươi đâu, chị lấy luôn á. À, lấy size 27, ok Trang Nguyễn nè. Rồi size 28 nè. Thi Quỳnh Thi nè. Mấy cục vàng lên cái giá tiền giùm Thanh đi, mấy cục vàng ơi, mấy cục vàng. Rồi cái này nó bị lỗi xíu đây, mới bán rẻ luôn, cái này 20 ngàn luôn. 20 ngàn này Trang Nguyễn ơi, lấy cái này cho con, cho mấy đứa nhỏ nhà mang đi cưng. Đây cái này chị bán rẻ 20 thôi, nó bị lỗi. Lỗi nhưng mà mang được, bây giờ quần nó modern á, nó quát vậy đó. Đó cho nên là mang nó cũng modern chứ nó không có phải lỗi rách rưới gì đâu. Nhiều quá mặc gì hết hả? Tại em mua nhiều màu khỏi chùm. Ủa gì là áo khoác là cưng mua về cưng mặc hả chứ không phải bán hả? Áo khoác đó nãy giờ cưng lấy trùng màu không đó nha. Rồi cái này 20 ngàn, lỗi. Đó lên giùm Thanh là mã lỗi 20 mấy chị. Cái quần này là size, này là size L nha mấy chị. L. Ở cái này là size L, cái này nó bị bạc xíu. Bán rẻ cho mấy chị luôn, 20 ngàn luôn. Chị nào lấy chốt âm thanh là lỗi. Cái đó dài mấy chị? Cái này quần đùi mà. Cái này quần đùi mà cưng. Áo khoác lấy bán hả? Lỗi 20 ok Trang nè. À, đen 29-30 hả? Đen 29-30 chị hết rồi. Đen 29-30 là chị hết cục vàng ơi. Đây có cái này nó size 28 nè, mà nó bự nè. À, Mimi Lê, cái này được nè cưng. Đó, cái này đẹp nè. Cái này size 28 nhưng mà chị nghĩ 29 cưng mặc được, tại nó bự, nó có độ giãn. Cái này bự nè cưng, cái này bự nè. Lấy cái này đi Mimi Lê. Cái này đi cưng, cái này đẹp nè. Chị nói đẹp lấy đi cưng. Cái này chị Thanh định chừa mà. Lấy cái này nha, Mimi Lê đẹp lắm cưng ơi, nói thiệt. Lấy em cái chị cầm ha, chị hỏi Mimi Lê trước cái đã. Tại vì mới hỏi nó rồi xong rồi cái chưa cái gì nữa là bán cho cưng, nó không giận nữa. Đây áo khoác này, trời ơi áo khoác cũng đẹp. Đây áo khoác 45 ngàn mấy chị. Mấy chị mặc được hai bề luôn. Mặc được hai bên luôn mấy chị. Đó, áo khoác này mặc được hai bên. Chị áo khoác đốm chị bán nhiều. Áo khoác đốm mà, áo khoác đốm chị bán 75-65 tùy theo. Tùy theo cưng ơi. Tùy theo lúc, có nhầm lúc nha, nhầm lúc. Áo khoác này có túi nha mấy chị, áo khoác này mặc được hai bề. Đây. Đó, mặc được mặt trái mặt phải luôn. 45 ngàn size bự nha mấy chị.
Size bự chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. Ờ Mimi Lê không lấy thôi, không lấy chị lấy cho Thi Quỳnh Thi nha. Cái quần này đệm chừa mặt mà sợ nó rộng, cấp này chị Thanh ốm đó. Rồi áo khoác 45.000, khoác này là khoác hai bề nha, khoác 45k. À, mà chị còn không, chị không biết còn không nữa. Tại vì cái áo khoác đó chị bỏ xỉ nhanh lắm cưng. Chị bỏ xỉ, dù như chị bỏ xỉ còn ít đó là chị ok, chị Hương nè, chị Antina nè, Tini nè. Còn ít là chị Thanh sẽ sale rẻ, thường là vậy. Khoác 45 Thanh có màu hồng nữa nè. Khoác jean đi chị ha, chiều chị đi đơn nhớ nhớ bộ cái áo khoác hồi tối giùm em luôn. Ok em. Khoác jean, khoác jean 79.000. Đây khoác jean 79.000 đó chị. Đây khoác jean 79.000. Đó, rất là đẹp mấy chị ơi, khoác jean 79.000 nha. Đó, mua đen chưa? 79.000, 79.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh là khoác jean. Thôi Thanh bán cho mấy chị 75.000 luôn đi. 75.000 Thanh giảm cho mấy chị 4.000 luôn. 75.000. Hôm nay mấy chị mua đồ mấy chị được miễn phí ship nữa mấy chị. Nha, hôm nay mua là được miễn phí ship luôn. Đó, cho nên mấy chị mua được giá rẻ mà mấy chị. Mà mấy chị không phải lo cái vấn đề tiền ship nữa. Chừng nào chị về lại shop, chị chủ nhật chị về nha. À, tối chủ nhật chị mới về, sáng chủ thứ hai chị mới có mặt ở shop. Có quần đùi nam không? Quần đùi nam có nhưng mà thứ hai mới like nha. Thứ hai quần đùi nam là có bên shop nha, còn ở đây là kho Thanh, là cái kho chứa hàng có những món Thanh không có đem về đây. Áo khoác jean là 75.000 luôn. À, khoác jean 70 kg vừa không? Khoác jean 70 kg là không vừa nha. Khoác jean là 70 kg là không vừa rồi. Ok, khoác jean 75k Bùi Ngọc Hạnh nè. Đó, ví dụ như Bùi Hạnh nha, lâu quên nó Bùi Ngọc Hạnh. À, như cái món hàng nào mà chị bán chị nói giá ra là cưng biết rẻ hay mắc rồi, đúng không? Cưng chuyên bán đồ là cưng thấy cái giá chị đưa ra là cưng biết rồi. Rồi ok, chút khoác riêng 75k nè. Rồi chị nào lấy áo khoác riêng chút cho Thanh khoác riêng luôn. Đây Thanh có cái khoác riêng này thì nó bự nè. Đây khoác riêng Thanh có màu đen nữa mấy chị. Khoác riêng Thanh có màu đen nữa nè. Khoác có 60 kg không? Có cưng. Đây trời ơi nó đẹp nha mấy chị. À, cỡ này mấy chị sắm đồ Tết, mấy chị bỏ trong tủ, mấy chị cất lai gai là được rồi. Khoác riêng màu đen. Màu đen nha mấy chị. À, mấy chị thấy đẹp không? Khoác riêng đen nha mấy chị, 75.000, 75.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đây khoác riêng đen. 75.000. Cái này là khoảng 55 kg đổ lại thôi mấy chị ơi. 55 kg đổ lại thôi nha, mà thường áo khoác riêng ta mặc nó ít có gài lắm. Chị về shop còn không đốm thì gọi cho em. Ừ, để chị về shop chị coi còn khoác đốm thì chị sẽ cho cưng hay. Tại vì khoác đốm á là ra bao nhiêu hàng là hết, ra bao nhiêu hàng là hết, cho nên nó là không có sale là vậy. Thường á có sale là còn một vài cái thì chị mới sale thôi. Rồi khoác rin đen 75k mấy chị, lên nhìn Thanh là rin đen 75k. Rồi bộ thể thao một chút thôi mấy chị. Khoác có mấy mẫu? Nhiều lắm chứ cưng. Rồi cái bộ này sale 29.000 mấy chị. 29.000 bộ thể thao 50 kg đổ lại, 45-50 kg đổ lại nha. Đó, sale cho mấy chị 29.000. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là 29k. Bộ thể thao màu trắng 29.000. Mấy chị về có thể xé lẻ ra, mấy chị mặc với cái áo khác, cái quần khác được luôn. Rồi lên giùm Thanh là bộ 29.000. À, khoác rin có hai túi không ạ? Có túi hai bên không hả? Khoác rin có túi hai bên mà.
Bắt riêng có túi hai bên mà cưng. Đây cái áo phát kim này còn giữ nữa nè. Đó, đẹp nè. Đó, đẹp chưa? Đó, 75.000 áo phát kim 75.000. Chị nào lấy chốt tìm Thanh luôn, zin 75k, zin 75k. Phát kim đen có 52 kg. Có đó Trang. Có đó Trang ơi. Phát kim đen có 52 kg đó. Rồi cái phát kim 2 túi nè. Phát kim 2 túi nha. Phát kim 2 túi. Bộ thể thao 29.000. Thôi thấy đẹp chưa, bộ này là hút hàng có một bộ một thôi. Bộ thể thao 29 zin đó gì chị, bộ thể thao 29 là ok hoa hồ nè, mini lê zin đó gì? Là sao cưng? Cái đó hai túi trên không phải vậy hả? Zin 75k mới lấy ra, ok mini lê. Rồi bộ thể thao nè. Rồi zin 75 chị lấy cho cưng rồi. Con uống nước. Vì hai về rồi. Bé lựa phát zin được không chị? Áo phát zin hả? Chị cho em coi phát zin đen 52 kg rồi, đợi chị lấy cho. Hai túi giống áo phát thường vậy đó chị. À vậy hả? Giờ chị cũng không biết nữa nè, áo phát zin cho nam hay nữ? Có nữ có nam nha. Có nữ có nam nha. 60 kg là không có dừa nha Quỳnh Nga ơi, 60 kg là không có dừa. Áo khoác zin đen đâu rồi? Đây áo khoác zin đen nè. Ở đen nè Trang ơi. 75.000. Ở áo khoác zin đen này nha. Lấy đen thì chốt đen giùm dì Thanh nha. Bé đi về lấy kêu ở lại lấy cái cục sạc dự phòng giùm em ơi. Đi ra đứng ngoài cửa hoài em không mở cửa, em tưởng bé đứng đó với nó. Đứng đâu? Mới chở cháu đi học nè. Cháu đi học rồi. Đứng ngoài cửa. Dì hai bỏ con rồi. Nó đi học rồi. Nè lấy thì chốt giùm chị nha. Lấy sạc dự phòng hả? À. Cục sạc dự phòng như trong cái vỏ màu đen của em để trên bàn á. À thôi chị chỉ ra. Đây rồi. Mẹ. À, lên áo khoác zin nam. Nam khoảng nhiêu ký? Nam khoảng nhiêu ký Thanh lấy cho. Rồi đen 52 kg, ok Trang nè. Bé nào hỏi bà ngoại. Hỏi bà ngoại với nhỏ nó kêu mẹ bán đắt rồi bán ế về đi. Bán kêu ngoại về. Giờ này cũng gần ghế gì đó. Rồi bộ này là chị hai chở đi ra ngoài đi bà ngoại chơi đi. À, đi bà ngoại chơi đi con. Đi rước, đi rước lại về nha. Mặc tả gì đại cho nó đi. Ủa cái hai cái ốc phát kim nè. À mà nãy đây nam nè. Áo phát kim màu màu khác không chị? Có chứ, nhiều màu lắm. Đây cái áo, trời ơi cái áo này áo nam nè, đẹp quá mấy chị ơi.
áo này khoảng 60kg thôi. Đà, 75.000 cái áo khoác jean nam nè mấy chị. Đúng đẹp luôn nha, đúng đẹp luôn. Cái này chỉ dư. Nè, cái áo khoác jean nam có nón, mấy chị không thích nón mấy chị tháo cái nón ra được nha. Mấy chị về mấy chị lấy đồ mấy chị tháo lấy kéo tháo cái nón ra được. Đây rồi, cái áo khoác jean nam nè. 75.000 luôn. Đó, một cái mấy trăm ngàn. Bán 75.000 mà bữa nay mấy chị mua mấy chị được miễn phí ship nữa mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Cái áo khoác riêng nam nè. Áo khoác riêng nam 75.000. Đây một cái nha mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Riêng nam 75k. Cho em coi áo riêng xanh. Rồi cái này là màu xanh lợt nè. Màu xanh lợt nha, màu xanh lợt. Màu xanh lợt 75.000. Quần lửng nam chị cũng có. Chị cũng có luôn nhưng mà ở đây là ở kho là không có, ở kho là chị là đầm với đồ bộ với áo lẻ với quần jean với khoác jean. Nói chung là nhiều lắm, nhiều lắm. Cái kho hàng chị Thanh nhiều lắm cưng. Đây, chị Thanh quay sơ cho coi nè. Đó, đó là áo lẻ nè. Nam không có 80kg nha, nam không có 80kg. Đây. Đó, chị Thanh chỉ quay sơ lược thôi. Đó, hàng là chất như núi gì đó mấy chị. Nè. Sau lưng Thanh là khoác jean. Còn ở trong nữa. Đó, nhiều lắm. Rồi, cái này là xanh lợt nha, xanh lợt nha mấy chị. Thôi bây giờ quá trời rồi. Cái này là cái kho này là kho chứa hàng. Kho chứa hàng là chứa hàng sơ sơ thôi. Còn cái kho tổng của chị Thanh còn giữ nữa. Thôi bây giờ Thanh lên từ từ đi mấy chị. Lên từ từ đi ha. Rồi mấy chị coi cái nào được mấy chị chốt. Chứ bây giờ Thanh theo mấy chị ra là hồi là Thanh khỏi bán luôn. Mua riết hết tiền lương. Hết tiền lương luôn á. Mà hơn là mua của chị Thanh bán rẻ đó. Đây bộ này 29.000, bộ thể thao nè. 29.000 nha mấy chị, bộ này là 45kg đổ lại nha. 45kg đổ lại 29.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là bộ thể thao 29k. Rồi lên giùm Thanh là thể thao 29.000 mấy chị. Thể thao 29k. Áo sơ mi mà sơ mi bao nhiêu ký? Hồi nãy chị Thanh có lên áo sơ mi nhưng mà sơ mi size nhỏ à, chứ hết hết size lớn rồi. Đây bộ này sale mấy chị 35.000 mấy chị, bộ lụa nè. 35.000. Đó, đẹp chưa mấy chị? Bộ này là khoảng 50kg đổ lại nha. 50kg đổ lại bộ lụa Thanh sale cho mấy chị 35.000. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, bộ lụa 35k. Thỏ và Sóc có mua đồ của Thanh lần nào chưa ta? 65kg hả? 65kg không biết dựa không nữa mấy chị ơi, cái đó Thanh. Đâu rồi, bộ thể thao đâu mất mẹ rồi. Bộ thể thao Thanh còn màu. Ủa đâu rồi, mẹ lấy xuống. Ok nha, hứa đây bộ thể thao Thanh còn màu đen nữa nè mấy chị. Ở màu đen nha, màu đen. Alo. Ừ đúng rồi. Con qua lấy đồ hả? Có mấy đứa nhân viên cô ở đó đó. Con biết mà, trời ơi biết mới mở cửa cho nó bán mà con. con qua đi.
Rồi bộ thể thao màu đen, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, đen 29.000 luôn. Bộ lụa 35. Bộ lụa 35 ok Bùi Hạnh nè. Bộ lụa này nè con. Dạ. Nãy giờ không có coi like, hình cảnh không coi like hả? Lấy mấy bộ gì? Chị đổi hết trơn pin này gì ơi. Nãy giờ nó coi hết pin luôn á. Nè, cái này nè, cái bộ này nè. Dạ. Thấy chưa? Dạ thấy rồi gì. Rồi cái bộ này lên lấy cho gì một bộ. Dạ rồi. Rồi ok chút chút nè. Thể thao 55 kg hả? Rồi lên lấy bộ đó đi, ghi là chút chút dùm gì nha. Dạ, nhiêu tiền gì? 35.000. Dạ rồi. Thể thao không, thay lên từ màu đi. Rồi Bùi Hạnh nè. Đó, cái đó Thanh điện về tiệm cho mấy đứa nó lấy. Ồ lụa 35 ok Trang Nguyễn nè. Thêm một bộ cho Trang Nguyễn nữa. Bộ đó đó. Rồi đen 29 nè, ok Bùi Hạnh nè. Rồi màu xanh nè mấy chị. Đây màu xanh nè. Màu xanh này là khoảng 50-55kg vừa nè. 50kg thôi, 45-50kg thôi. Không, 45kg thôi mấy chị. Tại cái quần đó nha, nó không có giãn gì mấy. Đây bộ màu xanh 29. Thấy con không cô? Ồ cô thấy con nhưng mà con comment sau người ta rồi cho nên cô không có chốt cho con được á. Rồi cái này là màu xanh nè, 29.000 nha, xanh nè. Em có không? Bộ 55kg là không vừa nha em. Bộ 55kg bây giờ chỉ còn màu trắng thôi. 55kg chỉ còn màu trắng nha. Đây bộ màu xanh nè. Rồi xanh 29k nè. Rồi à, bộ lụa hoa hồ một bộ nữa nè. Không được con, mẹ đang bán rồi. Ok Bùi Hạnh 29k. Con ơi, thêm một bộ nữa là hoa hồ. Dạ rồi. Bộ giống đó luôn nha. Dạ rồi, dạ rồi. À vô đây nè. Rồi đây bộ này Thanh sale mấy chị 35.000 luôn nè. Đó, 35.000 luôn, 35.000. Bộ này là bộ vàng, bộ này bộ phi bóng nha mấy chị. Bộ phi bóng 35.000, bộ này 50kg nè. Đó, 50kg, bộ này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là bộ phi bóng màu vàng. Bộ vàng 35 đi mấy chị. À, 45kg, chị 2 bộ. Rồi Thỏ và Sóc cho em số điện thoại cho chị. Shop cho em xem áo rin đi shop. Đợi chị xíu đi cưng, đợi chị xíu đi, vải đẹp không vậy chị? Phi bóng, nói chung là cái này là vải phi bóng. Lấy em khoác xanh rin, khoác rin xanh em lấy. Lê Thùy Dung áo khoác rin xanh hả? Rin xanh nào ta? Xanh nào cưng? Áo khoác rin xanh nào cưng ơi? Lê Thùy Dung lấy áo khoác rin xanh nữ hả? Xanh nào trời, bây giờ qua tour để Thanh không biết cái nào luôn.
45 kg 2 bộ. Bây giờ Thanh còn bộ màu xanh với bộ màu trắng được không? Đây Thanh còn bộ màu xanh với bộ màu trắng được không? Thỏ và sóc ơi, có áo kiểu hả? Bộ thanh niên mặc không? Hôm em lấy 2 bộ tay dài mặc bị chật không vừa. Bộ tay dài là bộ nào lượng hữu? Bộ nào cưng? Thỏ và sóc 2 bộ. 2 bộ, lấy 2 bộ bộ nào cũng được ha. Bộ màu trắng với bộ màu xanh được không? Bộ màu trắng với bộ màu xanh được không? Thỏ sóc ơi. Rồi đây áo khoác jean này được không? Áo khoác jean lửng nha mấy chị. Nha, áo khoác này là khoảng 50-55kg đổ lại thôi. Đó, 50-55kg đổ lại. Cái này Thanh sale 75.000 áo khoác jean nè. Bây giờ Thanh lên. Rồi, ok em nè. Đừng có đạp lên mấy cái đồ đó, nó xúc giấy của em ra hết. Rồi ok, thỏ sóc nè. Mua nay đường đơn hôm qua. Được không? Được ha Nguyễn Tấn ơi, được nha cưng. Có bộ đùi nào mét 6 nặng 60kg mà không? Có, nhưng mà đợi Thanh lên từ từ nha mấy chị. Đợi lên từ từ. Đây áo khoác riêng nè mấy chị, 75.000 nha, 75.000 cháu có kim màu xanh. Đó, chị nào lấy chút anh Thanh là khoác kim xanh nha. Xanh 75k, xanh 75k, khoác kim xanh 75k. Rồi bộ này là Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000, bộ phi bóng màu hồng. Phi bóng hồng 35.000. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. Bộ này 35.000, bộ này là khoảng 45kg nha. 45-47kg nha mấy chị. 45-47kg, chị nào cao thì được 50kg. Còn chị nào lùng lùng là 40-45-47kg nha. Rồi bộ hồng Thanh sale cho mấy chị 35.000. Rồi chốt giùm Thanh luôn 35.000 nha mấy chị. Bộ hồng 35.000 luôn. Rồi ok Ngọc Ngọc nè, khoác kim xanh nè, 75k nè. Ngọc Ngọc lên số điện thoại giùm Thanh luôn Ngọc Ngọc ơi. Rồi cái bộ này, đây bộ này bộ dây nè mấy chị. Bộ dây này Thanh sale cho mấy chị 20.000. Trời ơi, thấy cưng cho mấy chị. Cưng cho 20.000 nha. Đó, chị nào lấy chút âm thanh luôn. Bộ sọc caro vàng nè 20.000. Rồi lên giùm Thanh là bộ cả bộ dây 20.000 nha mấy chị. Rồi cảm ơn Ngọc Ngọc luôn. Bộ dây 20. Bộ dây 20.000.
hai bộ dây 20, Thanh còn hai bộ. Ba bộ nha. Bây giờ chị không biết cái nào 60kg nữa Cưng ơi. Rồi bộ này là bộ satin. Bộ satin màu đen 35.000 mấy chị. Đó, 35.000 bộ satin, chị nào lấy chút Tùng Thanh là bộ satin 35k. Bộ này là 45-50kg vừa. Áo rin có số lớn không? Bây giờ Thanh có cỡ đó à. Trời, bộ satin nào vậy mà đụng vô là nó chân lùi mấy chị. Bộ satin màu đen nha, màu đen nè, 35.000 luôn. Rồi bộ satin Thanh có màu đỏ nữa mấy chị. Màu đỏ nha, màu đen với màu đỏ. Rồi áo hoodie nè mấy chị, 35.000. Áo hoodie này là 60kg vừa luôn mấy chị, 60kg vừa luôn nha. Áo hoodie 39.000 cho lộn, Thanh xin lỗi. 39.000. Đó, cái áo này Thanh bán cho mấy chị có 39.000, mấy chị vô shop mua tầm 120-130 một cái. Rồi chị nào lấy chốt tình Thanh luôn, áo màu hồng. Áo hoodie hồng 39.000. À, tối mấy chị, tối là khoảng 6 giờ 45 á, 6 giờ 45 là Thanh sẽ like. Rồi ok, Ngọc Võ nè, lên bộ lớn đi chị hả? Bộ lớn Thanh đang sale cái bộ này 39.000 nè. Rồi Ngọc Võ áo 39.000 nè. Đây bộ lớn 60 mấy ký nè, Thanh sale là có 39.000. Nãy giờ người mua chục bộ 20 bộ không à. Đó, bộ này 39.000 nè. Rồi ok Trang nè, bộ đen 35k nè. Trang ơi còn bộ màu đô nè, màu đỏ đô nè, lấy luôn đi Trang. Trang ơi bộ này lấy đi, chị đánh bán cho Trang 15.000 thôi. Nè bộ dây nè Trang. Đó, bộ này chị Kim Liên nữa, chị Kim Liên ơi. Đây bộ này lấy đi, chị Thanh bán 15.000 thôi. Còn có hai bộ mà ưu tiên cho hai cục vàng nè. À, bộ dây này bán 15.000 luôn, mặt rất là dễ thương. Còn hai bộ chốt có 20 vàng thôi đi. Trang nữ một cái nè, chị Kim Liên một cái đi nè, hai bộ nè. Ê ba bộ, còn ba bộ. Rồi bộ này là 39.000 nè mấy chị, bộ bự nè nha, bộ này là size bự 60-65kg nè. À, mấy chị nghĩ thì cái bộ đồ mà 39.000. À, bộ đồ mà có 39.000 thôi mấy chị. Cái này là vải, này là vải xịn nha, chứ không phải vải thường, mấy chị giặt nó không có rút nha. À, 39.000. Bộ này là size bự nè. Ở 39.000. Rồi cái này là áo khoác nha, 60-65kg vừa luôn mấy chị. Sale cái này cho mấy chị 45.000 thôi. Đó, cái áo khoác 45.000. Chị nào lấy chút âm thanh là khoác 45. À, bộ đồ bộ 25k đi em lấy. Cho vui không giận nha. Đồ bộ 25k lã nào? Lã nào Trang? Cái nào cứng? Đây rồi, cái này 45.000 nha, 45.000 cái áo khoác mấy chị. Áo khoác 45.000, áo khoác này là 65kg vừa luôn á. Cái này là từ 50kg tới 65kg vừa nha mấy chị. Hỏi chị nào lấy chốt âm thanh là khoác nha mấy chị, khoác 45.000. Rồi, lên âm thanh là khoác 45k. Em uống đi nước rồi.
quát xuống ế lộn nè, ông xu mấy chị ơi. Áo ngực xu, xu 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 mấy chị ơi. Áo ngực xu 45 ngàn. Đây mấy chị, áo ngực xu nâng nha mấy chị. Đây áo ngực xu bàn tay nè mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị 45 ngàn. 45 ngàn, chị nào lấy chốt âm Thanh là áo ngực xu nha. Áo xu Thanh có size 34, 36, 38 nha. 34, 36, 38. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn áo xu nha mấy chị. Đó, áo xu hình bàn tay. Sale cho mấy chị luôn 45 ngàn nha. Cái này mấy chị mua chắc tầm 120 á mấy chị nha. Cái này mấy chị mua chỗ khác nó tầm 100 ngàn hoặc là 120 nè mấy chị thấy nè. Đó, xịn chưa. Anh có size 34, 36, 38 nha mấy chị. 34, 36, 38 anh sale cho mấy chị áo ngực xu 45 ngàn. Ở chị nào lấy size bao nhiêu thì anh lấy cho nha. 34, 36, 38 45 ngàn cái. Đó, chị nào lấy thì chốt cùng Thanh luôn. Có nha Kim Cương ơi, có nha con. Có nha con, đi qua bển đi. Qua bển đi mấy đứa nó lấy bán coi. Rồi cái bộ đồ này à, bộ đồ này sale luôn mấy chị. Bộ đồ đùi nha. Bộ này là khoảng 40-45kg mấy chị. 40-45kg nha. Thanh sale cho mấy chị bộ này 25 ngàn thôi. 25 ngàn. Bộ này đúng đẹp mấy chị. Rồi bộ mặt đẹp lắm luôn. Đây bộ đùi satin à, bộ satin mà Thanh sale cho mấy chị có 25 ngàn thôi. 4 cái xu 38, hai cái đen. Rồi ok, em size 38, hai da hai đen. Ba da ba đen luôn đi. Lấy ba da ba đen luôn đi. Công nhận cái áo xu này nó đẹp dễ sợ luôn. Ok Mimi Lê.
Đây rồi, cục vàng nào lấy nữa chốt cùng Thanh luôn ha. À, có 45.000 một cái thôi nha mấy chị. Thanh bao đẹp mấy chị luôn. Đây bộ đùi này cũng 25.000 luôn mấy chị, bộ đùi dây nha. Đó, bộ đùi dây này cũng 40-45kg luôn. Đây 40-45kg. Xu này có 38 lớn nhất à, 40 là qua mẫu khác nha. 40 là qua hàng khác rồi chứ không có hàng xu nha. Thanh có áo hông cây nữa nha mấy chị, có áo hông cây nữa nha. Áo hông có rộng á. 40 là qua mẫu khác rồi chứ không có mẫu đó nha. Mẫu xu là không có mẫu. Đây đây Thanh có một cái yếm nè mấy chị. Đây cái yếm nè. Cái yếm này sale luôn mấy chị, sale 35.000 luôn nè mấy chị. Cái này yếm quần nha. Đây đó, sale cho mấy chị luôn 35.000. Chị nào lấy chốt cùng Thanh là cái yếm luôn nè. Đó, lên giùm Thanh là yếm 35.000 luôn, yếm ghim. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị. Đó, mặc cái áo thun là bá cháy con bà bảy luôn ha. Nè, đó thấy chưa. Cái này là bé khoảng 42kg á mấy chị. Rồi, cái này cái yếm nha. Yếm 35. À, lấy áo ngực su 45k cho em chưa. Chị lấy rồi nhá, Mimi Lê ơi. Đây rồi, cái này là cái yếm. Đó, lên niềm Thanh là yếm 35. Cái yếm ghim bán 35.000 luôn. Rồi ok, lên Nguyên là lại lấy nè. Yếm 35 để Thanh, à dạ, để Thanh đứng lên Thanh lấy. Xeo nguyên cái tay yếm này 35.000 luôn. Thanh không biết nó là dài hay là đùi nữa. Đây rồi, cái này là cái yếm dài rồi mấy chị ơi. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Bán luôn 35.000 luôn. Cái này là nó dài nha, dài nút. Đây cái này cái yếm mà. Cái này là nó mổ khuy gãy này nè. Rồi cái yếm dài này 35.000 luôn. À, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, yếm dài 35 nha. Rồi lên giùm Thanh là yếm dài 35 luôn nha, yếm dài 35. Áo su màu da đâm đế. Rồi để Thanh lấy. Lấy mấy cái à. Chút ơi. Chút lấy mấy cái cưng. Chị mua đứa cộng chuyện. Yếm 35kg vừa không hả? 35kg chắc vừa mà. Chút ai ra áo su cưng lấy mấy cái cưng. Lấy thêm cho em một áo hết màu xám nữa. Rồi ok em. Áo hết đi màu xám đâu rồi. Chút ơi, cưng lấy mấy cái. Một cái rồi ok em. Để Thanh lấy cái yếm mà, cái yếm đùi chứ.
yếm 35 nè, ngọc vỏ nè. Trời đẹp quá mấy chị ơi. Thì cái yếm đẹp nhất nhối luôn. Su 45.000 hả cưng. À, cho em một yếm 35kg. Rồi ok điêu thuyền. Lấy yếm mà lấy yếm ngắn đi ha. Một cái 45.000 á cưng ơi, xu bàn tay nha. Áo xu là 45.000 một cái. Rồi cái quần thể thao này Thanh bán rẻ cho mấy chị 25.000 luôn. Đó, quần thể thao 25k. Cái này là khoảng 45kg đổ lại nha mấy chị. 45kg đổ lại quần dù, quần thể thao dù nha. Sale cho mấy chị cái quần này 25.000. Mấy chị mua cho con mình mang đi học thể dục rồi mấy chị. 25.000. Rồi lên giùm Thanh là quần thể thao 25k. Đây cái quần này. Đây, cái quần này màu kem nha mấy chị. Cái quần này 35.000 mấy chị. Cái này là hàng 140 nè. Đó, cái này 140 nè. Em sale luôn cho mấy chị 35.000 luôn. Còn một cái màu kem này, duy nhất một cái. Lấy thêm cho em áo hot đi màu xám 70kg. 70kg là hết rồi cưng ơi. 70kg là hết rồi Ngọc Võ ơi. Đó, cái quần màu kem nè. Rồi mi trà nè, thể thao 25 nè. Cái này cũng đẹp luôn. Rồi cái quần này 35.000 nha. Quần túi hộp nha mấy chị. Quần kaki. Cái quần này là 140 nè mấy chị. Đó, làm sale cho mấy chị 35.000 luôn. Em 35 ok mi trà nè. Mấy cái này mua về bán là ok luôn. Rồi màu đen. Đây cái màu đen này Thanh bán cho mấy chị, Thanh xả kho cho mấy chị 29.000 luôn. Đây 29.000 luôn nè. Đúng ra cái này Thanh bán 35.000 mấy chị, nhưng giờ Thanh bán cho mấy chị 29.000 nha. Tại vì mấy chị biết sao không, bữa nước ngập vô mấy chị, nước ngập vô kho cho nên là cái dây kéo nó hơi bị xét xét một xíu. Nè cái khóa kéo á, nhưng mà mình mặc mình đâu có xài gì tới cái khóa kéo này đâu mấy chị. Ví dụ như ở trên đây, trên cái quần, trên cái đáy quần này mình sợ, chứ còn ở đây nhầm nhỏ gì. Đó, Thanh sale cho mấy chị 29.000. Thanh bán xả cho hết luôn mấy chị. Bán lỗ nặng luôn. Em 35 hết nha. Rồi cái này màu đen. Màu đen này là khoảng 50-55kg đổ lại. Thanh sale cho mấy chị luôn 29.000. Đó, chị nào lấy chốt Thanh là đen 29. Đen 29 lên dùm Thanh là mở đen 29 nha mấy chị. Cái quần đen này bán 29.000. Thanh bán lỗ nặng luôn. Màu đen 29.000. Cái áo đầm maxi. À, cái đầm maxi đi biển mấy chị, đi biển đi dạo phố gì cũng được. Cái đầm này Thanh sale cho mấy chị 45.000. Cái này là 180 rồi mấy chị. 180 giờ Thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi. À, cái đầm maxi 45k. Mấy chị hiểu chịu nổi đời không? Cái đầm nhiều bán có 45.000. Maxi 45.000, maxi 45.000. Quần màu đen 29k Nguyễn Thị Luyến nè. Ok Nguyễn Thị Luyến. Quần màu đen còn nhiều lắm, chất ở chỗ nhiều lắm rồi mấy chị.
Đó, chị nào lấy quần đen chốt cùng Thanh là quần đen nha, đen 29.000. Cái đầm maxi 45.000, đen 29, ok mi trà. Quần đen này nó đẹp mấy chị nha. Đó, chị nào lấy chốt cùng Thanh là đen 29 nha mấy chị, quần đen 29 Thanh còn nhiều. Lên giùm Thanh là đen 29.000 nha mấy chị, quần đen 29.000. Ai mi trà ơi, mấy bộ này Thanh bán cầm rẻ luôn nè. Đây mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm Thanh là combo 5 bộ 150 đi mấy chị. Bây giờ Thanh bán rẻ cho mấy chị combo 5 bộ 150 luôn. Rồi đen 5 cái, ok Nguyễn Thị Luyến này là lấy thêm 4 cái nữa ha. Là lấy thêm 4 cái ha Luyến. Lấy thêm 4 cái hay là lấy thêm 5 cái? Bộ phi bóng Thanh sale cho mấy chị 5 bộ 150 luôn mấy chị. Bán rẻ cho mấy chị luôn, 5 bộ 150, 5 bộ 150 luôn, 5 bộ 5 màu nha. À là lấy tổng 5 cái ha. Bộ này 5 bộ 150 mấy chị, 5 bộ 5 màu mấy chị nha. Mấy Thanh bán combo đi mấy chị nè, 5 bộ 150, 5 bộ 150 mấy chị. Ở 5 bộ 150, bữa nay Thanh chơi khô máu luôn mấy chị, bán rẻ mà lại được miễn ship nữa nha. Bán rẻ mà lại được miễn ship cho mấy chị nữa. Rồi lên giùm Thanh là 5 bộ 150, 5 bộ 150. Đây mấy chị mua sỉ còn không có 35.000. Rồi Thanh bán cho mấy chị 5 bộ 150 luôn. Đây cái này cái zoom nè. Cái zoom chấm bi Thanh sale cho mấy chị 35.000. Cái này là 42 kg mấy chị. Cao là 45kg nha, chị nào cao là 45kg Thanh sale cho mấy chị cái zoom này 35.000 thôi, cái zoom chấm bi. Rồi lên nhìn Thanh là zoom chấm bi 35.000. 35k zoom chấm bi. Đây Thanh còn 3 cái. Linh Bùi đơn của cưng còn nha. Khách VIP mà dễ gì xả cưng. Rồi cái zoom Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Rồi ok trang chấm bi 35 nè. Rồi cái này Thanh sale luôn mấy chị 20.000. 20.000 cái set nè mấy chị, set 20. Mấy chị bữa hổm mấy chị mua 25.000 mà không có được miễn ship, bữa nay bán 20.000 mà được miễn ship nữa nè mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt Thanh set này 35kg đổ lại. Không có nha Thoa ơi, không có nha chị. Rồi 20.000, 20.000 cái set váy cho bé 30-35kg mấy chị. Set váy 20.000, chị nào lấy chốt Thanh là set váy 20. Vậy mới hết tiền đó. Rồi mấy cái này gì đi trời. Rồi cái đầm này cho bé 35kg luôn, Thanh sale cái này 15.000 mới chị. 15.000 nha, cái đầm màu hồng. Rồi đầm hồng 15.000. Rồi set 20, ok Ngọc Cỏ.
Rồi cái đầm này 15.000 đầm dây cho bé khoảng 35kg nha mấy chị. 35kg tham sale cho mấy chị cái đầm dây này 15.000. Cái này là còn sót lại ít bán rẻ luôn. Chị đi đơn cho em nhé, đi thường không? Ok đi thường. Rồi 15.000. Đây cái này là áo khoác len mấy chị. Cái này là cái áo khoác len nha, áo khoác len. Sale cho mấy chị cái áo khoác này 35.000. Này đẹp lắm, bữa hổm Thanh mặc vô nhóc người mua luôn. Đó, mấy chị mặc vô nhìn nó rất là đẹp nha. Khoác len 35.000, khoác len mỏng nha mấy chị. Chị nào lấy chút âm thanh là khoác len 35k. Thanh rồi khoác len 35.000, chị nào lấy chút cùng Thanh luôn, khoác len 35.000. Đây cái áo len này sale cho mấy chị 35.000 luôn. Thôi cái này Thanh sale cho mấy chị 30.000 thôi. 30.000 cái áo len sọc nha. Áo len sọc này 70-75kg vừa luôn. Đây 70-75kg vừa Thanh sale cho mấy chị cái áo này 30.000. 30 cho mấy chị 30.000. Len sọc. Gọi không được. Gửi đi đơn luôn hả? Rồi cái shipper nó lội cho em không được, rồi cái nó hoàn về luôn hả? À, cưng. Ấy đây cái bộ này hồi nãy ai lấy nè, quên mất tiêu rồi. Đó, bộ này 20.000 nè. Bộ dây cho bé nè, nó cưng quá mấy chị. Bộ này 35kg nha, bé 35kg, 20.000. À, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn, bộ 35kg 20. Ở 20.000 nha mấy chị. Bộ dây 20. Hồi trưa nó không buồn ngủ, bắt đầu giờ nó thấm buồn ngủ rồi nè. Chiều đi đơn luôn ha, nhưng mà giờ cái áo khoác của cưng nó nằm ở trên tiệm mà giờ sao? Không mấy thứ hai đi được không cưng? Sáng thứ hai đi đơn được không Trang? Mấy chị ơi, tối nay hẹn mấy chị tối nay live tiếp nha. Hẹn mấy chị tối nay live buổi tối nay nữa, rồi là sáng mai là Thanh không có live nha mấy chị. Tối nay Thanh live một cái nữa, ngày mai là Thanh nghỉ. Thứ hai Thanh mới live lại. Nha, rồi thôi Thanh xuống live mấy chị sạc pin, mấy chị lo cơm nước đi, rồi cái tối mình ok chị nhìn miễn ship cho. Có nha Bùi Hạnh ơi, có nha cưng, có đồ bầu không, có nha cưng. Rồi thôi tối mấy chị vô xem live tiếp, chị nào chưa đủ đơn thì tranh thủ mua nha. Bây giờ Thanh xuống live, Thanh nghỉ ngơi xíu đây, tối Thanh live tiếp nha. Thanh chào mấy cục vàng nha.